Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Thế thì ở trong mấy buổi trước ấy, chúng ta đang giới thiệu về phần word thì nó còn có một chút nữa, thì đầu buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nốt cái phần word đấy rồi sau đó chúng ta chuyển sang phần Excel. Thế thì trong cái word này mình còn có một cái nữa, đó là khi mà hôm trước chúng ta nói về việc là chèn các cái đối tượng vào trong tài liệu ấy, thì chúng ta đã nói đến việc chèn các cái đối tượng là các trang. Gồm có cover page là trang bìa, blank page là một trang trắng, hay là page break là một cái ngắt trang. Chúng ta cũng đã chèn các cái đối tượng minh họa là các cái đối tượng illustration, ví dụ như là picture, shape các cái hình khối, smart art là các cái dạng sơ đồ khối, chart là biểu đồ và screenshot là các cái ảnh chụp màn hình, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã thêm bảng vào trong tài liệu của mình. Hay là chúng ta cũng chèn header, footer vào trong tài liệu và các đối tượng text khác, ví dụ như là word art, ví dụ như drop card, hay là các cái quick card, đúng không ạ? Thế thì còn một cái nhóm nữa chúng ta nói đến, đấy là nhóm link, là các cái ở đây chúng ta sẽ có các cái liên kết, các cái hyperlink và các cái bookmark. Thế thì giống như khi mà chúng ta duyệt web ấy, đúng không, thì chúng ta có thể click vào các cái hyperlink để chúng ta đi tới những cái nội dung mà chúng ta muốn đi tới chẳng hạn. Thế thì ở trong Word này chúng ta cũng có thể tạo các cái hyperlink, nó hoàn toàn tương tự như vậy. Thế thì để tạo hyperlink thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái đối tượng mà mình muốn tạo hyperlink. Thế thì đối tượng mà để chúng ta tạo hyperlink nó có thể là text, hay là có thể là một cái picture, một cái shape, vân vân. Tóm lại là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng mà chúng ta muốn tạo hyperlink cho nó, được không ạ? Ví dụ như khi mà chúng ta duyệt web thì chúng ta sẽ click vào cái hyperlink đấy để chúng ta đi tới những cái nội dung mà mình muốn. Thế thì trên này cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Ví dụ chúng ta sẽ chọn cái text này để chúng ta tạo hyperlink cho nó. Sau đó vào trong thẻ insert, trong nhóm link chúng ta sẽ click vào nút link, hoặc là nhanh hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng cái tổ hợp phím tắt, đó là Ctrl K. Thì khi đó nó sẽ mở cho chúng ta cái hộp thoại insert hyperlink xuất hiện. Thế thì trong cái hộp thoại insert hyperlink này chúng ta có thể chèn các cái hyperlink nào, chúng ta có thể liên kết tới những cái đối tượng nào. Thế thì ở đây chúng ta có thể link tới đâu? Nó sẽ có 4 cái tùy chọn ở đây. Thứ nhất là chúng ta có thể liên kết tới một file đang tồn tại, hoặc là một cái web page, một cái trang web nào đó. Chúng ta có thể liên kết tới một cái vị trí trong tài liệu hiện thời, hay là chúng ta có thể tạo ra một cái tài liệu mới, hay là chúng ta soạn thảo một cái email để gửi tới một cái địa chỉ nào đó, đúng không ạ? Ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ liên kết tới một file đang tồn tại hoặc là một cái web page, thì chúng ta sẽ chọn cái tùy chọn đầu tiên. Nếu chúng ta muốn liên kết tới một file nào đó, ví dụ khi chúng ta click vào cái link này thì nó sẽ mở cho chúng ta một cái file nào đấy chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ click vào nút browse này để chúng ta điều hướng, đây browse for file này, để chúng ta sẽ điều hướng tới cái file mà chúng ta muốn mở khi chúng ta click vào cái link đấy, được không ạ? Ví dụ như khi chúng ta click vào đây nhá, browse for file này. Đấy. Thế thì chúng ta muốn mở cái file nào thì chúng ta sẽ click vào cái điều hướng tới cái vị trí cái file mà chúng ta muốn mở, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta chọn cái file này, tức là chúng ta đang muốn liên kết tới cái file này, đúng không ạ? Sau đó mình click vào nút OK. Thế thì khi mà chúng ta tạo hyperlink xong ấy, thì cái text đấy nó sẽ trở thành cái màu xanh như thế này. Và khi chúng ta di chuyển qua thì chúng ta thấy là nó sẽ hiển thị bên trên là gì đấy ạ? Nó đang liên kết tới cái file nào đó, đúng không? File nằm trong OC rồi vân vân. Tóm lại là cái đường dẫn thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đấy. Và nếu mà chúng ta muốn mở cái liên kết này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ click vào cái gì ạ? Nhấn giữ phím Ctrl và click để đi tới cái liên kết đó, đúng không? Thế thì mình nhấn giữ phím Ctrl và khi đấy con chuột chuột xuất hiện hình bàn tay này, chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta liên mở tới cái liên kết đấy. Và ở đây thì nó sẽ mở cho chúng ta cái file file Excel, đúng không ạ? Cái file Excel mà chúng ta đang liên kết tới, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thế này, đây là cái file Excel mà chúng ta đang liên kết tới. Ok chưa? Tiếp theo là vừa rồi chúng ta liên kết tới một một cái file đang tồn tại, đúng không? Hay là bây giờ chúng ta có thể liên kết tới một cái trang web nào đó. Ví dụ chúng ta muốn liên kết cho cái text này tới một cái trang web nào đó. Ví dụ như chúng ta viết là hãy click vào đây để vào cái website của chúng tôi chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta sẽ chọn đối tượng mình muốn tạo hyperlink, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl K để mở cái hộp thoại insert hyperlink này.
Nếu chúng ta muốn liên kết tới một web page thì chúng ta vẫn chọn cái tùy chọn đầu tiên, đó là existing file or web page. Và ở đây chúng ta muốn liên kết tới một cái web page, thế nên là chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ của cái trang web đấy tại cái mục address này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gõ nó vào đây. Ví dụ chúng ta sẽ liên kết tới trang neu.medeu.vn chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ liên kết tới cái trang này. Chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ của cái trang web đấy tại đây. Sau đó chúng ta click vào nút OK. Sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ, cũng tương tự đúng không? Khi chúng ta di chuyển vào cái liên kết này này, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là cái liên kết này liên kết tới đâu, đúng không? Trong trường hợp này là liên kết tới một cái web page. Chúng ta sẽ nhấn giữ phím Control và click vào cái link này để chúng ta đi tới cái liên kết đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ mở cái trang web đó ra, đúng không ạ? Được chưa? Đây là neu.edu.vn. Sao lại cái trang này lại một tuổi thế này? Được chưa? Rồi, OK. Đây là mình đang mở bằng cái, chúng ta có thể Ctrl K để chúng ta edit lại cái liên kết đấy nhá. Nếu chúng ta muốn edit lại cái liên kết đấy, ví dụ bây giờ mình muốn liên kết tới một cái trang web khác chẳng hạn, thì chúng ta lại nhấn Ctrl K để chúng ta mở cái hộp thoại Insert Hyperlink này. Bây giờ nó sẽ là Edit Hyperlink, đúng không? Tại vì chúng ta đã có liên kết rồi. Bây giờ chúng ta edit lại thì cái hộp thoại này bây giờ nó sẽ là Edit Hyperlink. Sau đó chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ của cái trang mà chúng ta muốn liên kết tới đây, ở đây chẳng hạn. Ví dụ như dân trí.com.vn chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi mình không có win by web, đúng không? Đó, ví dụ như thế là chúng ta đã liên kết với cái trang này. Đấy chưa? Tiếp nữa là trong cái hộp thoại Insert Hyperlink hay là Edit thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là gì đấy ạ? Text to display. Thì mặc định nó sẽ là cái text mà chúng ta đã chọn này. Đây chính là cái text to display, tức là cái text mà chúng ta sẽ hiển thị ấy, nó đang là cái này đúng không ạ? Thế nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn hiển thị một cái text khác, cái text to display là một cái text khác, thì chúng ta sẽ gõ nó ở cái ô text to display này. Ví dụ website, ví dụ như thế, đúng không? Bây giờ chúng ta không muốn nói hiển thị cái text vừa rồi, mà chúng ta muốn text hiển thị cho cái liên kết này, nó là website EU chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì khi đó cái thằng cái text to display nó sẽ là cái này, được chưa? Và có thêm một cái nữa, đó là trong cái hộp thoại này nó còn có một cái nữa, nó gọi là screen tip. Thì chúng ta biết rồi, screen tip chính là mẹo màn hình, đúng không? Ví dụ như khi chúng ta di chuyển qua một cái nút lệnh này, thì nó sẽ cho chúng ta biết tên cái nút lệnh đấy là gì này, rồi mô tả cái chức năng của cái nút lệnh đấy. Thì cái này nó gọi là screen tip. Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể tạo screen tip cho cái hyperlink này. Thì chúng ta sẽ thiết lập nó tại cái screen tip ở đây, đúng không? Ví dụ chúng ta muốn là khi chúng ta di chuyển vào cái liên kết này, thì nó sẽ hiển thị cho mình cái screen tip text này. Thì chúng ta sẽ gõ, ví dụ như là click vào đây. Click vào đây để đến trang web của NEU chẳng hạn, ví dụ như thế này, được không ạ? OK. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta di chuyển vào, đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái screen tip nó xuất hiện ở đây, đúng không ạ? Click vào đây để đến trang web của NEU, thì đó là screen tip, được không? Như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã tạo các cái hyperlink tới một cái file đang tồn tại hoặc là tới một cái web page. Thế thì tương tự như vậy, chúng ta có thể liên kết tới đâu? Tới một cái place in this document, tức là chúng ta có thể liên kết tới một cái vị trí nào đó trong tài liệu hiện thời. Thế thì hiện nay chúng ta thấy là gì ạ? Vì trong cái tài liệu này của mình, chúng ta chưa có một cái heading nào cả, đúng không? Chúng ta chưa có bookmark nào cả. Thế nên là ở đây nó mới chỉ hiển thị cho là gì thôi ạ? Top of the document. Có nghĩa là hiện nay chúng ta chỉ mới có thể liên kết tới đâu ạ? Tới đầu của tài liệu thôi, đúng không? Thế thì ví dụ ở đây chúng ta chọn là top of the document, đúng không? Sau đó chúng ta click vào OK. Thế thì khi mà chúng ta di chuyển vào cái liên kết này thì nó sẽ hiển thị cho mình là gì ạ? Current document, đúng không? Chúng ta đang liên kết cái hyperlink này là liên kết tới một cái vị trí trong cái tài liệu hiện thời. Và vừa rồi là chúng ta đang liên kết tới gì? Top of the document, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta đi nhấn giữ phím Ctrl và click vào cái liên kết này này
thì nó sẽ mở cho chúng ta đi tới cái phần gì ạ? Top ở document, tức là cái phần đầu của cái tài liệu hiện thời, đúng chưa? Ok, thế thì bây giờ chúng ta thử tạo một vài các cái heading và một số các cái bookmark để chúng ta xem là chúng ta có thể liên kết tới tới các cái vị trí đấy nhá. Ví dụ ở đây chúng ta có gán cho cái này nó là một cái heading 1 đi chẳng hạn. Đúng không ạ? Ví dụ như thế. Đây là chương 2 đi, ví dụ thế. Đây là chương 2. Chương 2 thì chúng ta sẽ gán cho nó là thế. Heading 1, đúng không ạ? Tương tự như vậy, cái chỗ này chúng ta sẽ có một cái này gọi là chương 1 đi chẳng hạn. Đấy. Cái này chúng ta sẽ gán cho nó là heading 1. Rồi cái thằng này thì chúng ta sẽ gán cho nó là heading 2 chẳng hạn. Em. Được không? Ví dụ như vừa rồi thì mình đã gán một vài các cái heading style cho một số các cái mục, đúng không? Chỗ này sẽ là 2 chấm, ví dụ thôi. Đây là 2.1 chẳng hạn. Tất nhiên ở đây chúng ta đang tạo thủ công, chứ còn thực tế thì chúng ta sẽ không làm như thế, đúng không? Chúng ta sẽ phải sử dụng cái style kết hợp với danh sách đa cấp để mình làm cái điều này. Đây là ví dụ thôi. Đây là heading 2. Đó. Như vậy là vừa rồi thì mình đã cố tình gán các cái heading style cho một số các cái mục trong cái tài liệu này. Thế thì chúng ta có thể tạo các hyperlink như sau. Ví dụ chúng ta sẽ tạo hyperlink cho cái text này nhé. Ctrl K để mở một loại hyperlink ra này. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Khi mà chúng ta chọn là place in this document thì khi này chúng ta đã có các cái heading ở đây rồi, đúng không? Đây heading 1 này, heading 1 này, đây là heading 2, đúng không ạ? Thế thì chúng ta muốn liên kết tới cái vị trí nào thì chúng ta sẽ chọn cái nội dung đấy. Ví dụ chúng ta muốn liên kết tới cái phần 2.2 này chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn 2.2, sau đó click nút OK. Và khi mà chúng ta click vào cái liên kết này thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái vị trí phần 2.2. Control và click vào đây. Được chưa? Đấy, nó sẽ di chuyển mình tới cái phần 2.2 này. Đấy là hàng các cái heading. Thế còn cái bookmark thì cũng hoàn toàn tương tự. Thì lát nữa chúng ta sẽ lấy ví dụ về bookmark nhá. Lát nữa chúng ta sẽ tạo cái bookmark xong. Tiếp theo nữa, vừa rồi là chúng ta đã tạo hyperlink tới một file đang tồn tại này, tới một web page này, và chúng ta đã liên kết tới một cái vị trí nào đó trong tài liệu hiện thời. Tiếp theo chúng ta sẽ liên kết tới một cái để tạo ra một tài liệu mới. Thì tại đây chúng ta sẽ chọn là create new document, đúng không ạ? Đây. Để khi mà có nghĩa là gì? Khi chúng ta muốn là cái liên kết này này nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tài liệu mới thì chúng ta sẽ chọn là create new document, đúng không ạ? Và cái vị trí mặc định của cái tài liệu mới nó tạo ra thì nó sẽ để trong cái thương cái đường dẫn này. Đây là cái đường dẫn mặc định nhá. Cái đường dẫn này là đường dẫn mặc định để nó lưu cái tài liệu mới mà chúng ta sẽ tạo ra. Thế còn nếu mà chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn lưu cái tài liệu đấy ở một vị trí khác thì chúng ta có thể thay đổi bằng cách click vào nút change để chúng ta có thể thay đổi, đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ tạo một cái file mới có tên là test 2 đi chẳng hạn. Test 2. Đúng không ạ? Và bên dưới này nó sẽ có hai cái tùy chọn nhé. Đây là cái tên tài liệu mới này, đúng không ạ? Đây là cái đường dẫn mặc định nó sẽ lưu cái file đấy ở đây. Thế thì bên dưới này nó sẽ có hai cái tùy chọn khi nào chúng ta sẽ edit nó, khi nào chúng ta sẽ edit cái tài liệu này. Nếu mà chúng ta tích vào cái tùy chọn thứ nhất, đó là edit cái tài liệu này sau đó, tài liệu mới này sau đấy. Có nghĩa là bây giờ chúng ta chưa edit nó thì có nghĩa rằng là nó sẽ tạo chúng ta cái file test 2 thôi mà nó không mở cái file test 2 đấy ra cho mình. Thế còn nếu mà chúng ta chọn cái tùy chọn thứ hai này là edit the new document now, có nghĩa là chúng ta muốn edit cho cái tài liệu mới này ngay bây giờ, thì khi mà chúng ta tạo hyperlink xong thì nó sẽ mở luôn cái tài liệu của test 2 này ra để chúng ta có thể edit, đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta chọn cái tùy chọn thứ hai nhá. Sau đó chúng ta click vào nút OK. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Khi chúng ta click vào nút OK để tạo ra hyperlink thì nó đã tạo cho chúng ta, nó đã mở cho chúng ta cái file test 2 ở đây rồi. Đó, đây chính là cái tài liệu mới mà nó đã tạo ra. Cuối cùng là chúng ta có thể liên kết tới một cái email address. Ví dụ như sau. Ví dụ ở chỗ này chúng ta có là gì ạ? Mọi thắc mắc, ví dụ như mọi thắc mắc. Hãy liên hệ với tôi. Theo. Tại đây, ví dụ như thế. Đúng không? Thế thì khi mà chúng ta
muốn tạo một cái hyperlink là khi người ta click vào nút tại đây chẳng hạn thì nó sẽ mở cái cửa sổ để người ta có thể gửi email tới cái địa chỉ mà mình mong muốn, đúng không? Thế thì ví dụ ở đây chúng ta có thể tạo hyperlink đây chẳng hạn, được không? Và trong cái hộp thoại insert hyperlink này, Ctrl K để chúng ta mở cho nhanh nhá, hoặc là chúng ta vào thẻ insert click vào nút link cũng được. Tại đây chúng ta sẽ chọn là email address, được không? Rồi bên trên này nó sẽ hỏi là gì ạ? Cái email, cái địa chỉ email mà chúng ta sẽ gửi thư tới là địa chỉ nào, đúng không? Thế thì chúng ta muốn gửi email tới cái địa chỉ nào thì chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ đích đấy tại email address nhá. Gõ cái địa chỉ email tại email address, ví dụ chúng ta sẽ gửi cái email này tới cái địa chỉ là hrvn, ví dụ như thế. mueu.edu.vn. Đây ví dụ như này. Chúng ta sẽ gửi cái email tới cái địa chỉ là hrvn chẳng hạn. Đúng không? Rồi, cái tiêu đề là gì? Triển khai MOS, ví dụ như thế nhá. Như vậy là chúng ta đã nhập thông tin ở cái phần nào? Email address là cái email mà chúng ta sẽ gửi địa chỉ, gửi cái email đấy tới cái địa chỉ đích này, đúng không? Subject là cái tiêu đề của thư, đây là chúng ta để mặc định nó là cái này chẳng hạn, đúng không? Sau đó mình click vào nút OK, được chưa? Thế thì khi chúng ta di chuyển vào đây, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái hyperlink này gì ạ? Là mail to, nó sẽ gửi tới cái địa chỉ email là hrigvn, đúng không? a@edu.vn. Và cái subject là thắc mắc triển khai MOS, ví dụ như thế. Thế thì khi mà chúng ta nhấn click vào cái liên kết này, khi chúng ta click vào cái liên kết này, đó, chúng ta nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ mở cho chúng ta cái cửa sổ để chúng ta soạn thư. Chúng ta sẽ gửi liên kết tới cái địa chỉ này, đúng không? Và đây là subject, đúng không? Chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ email đây và chúng ta send là OK, được chưa? Tất nhiên ở đây là đúng rồi. Ở đây là chúng ta đang mở sẵn, mình đã mở sẵn cái Outlook ra rồi. Thế thì ở đây nó sẽ lấy luôn cái địa chỉ email trong cái Outlook đấy, đúng không? OK. Thì đó là hyperlink. Thế còn nếu mà chúng ta muốn xóa cái hyperlink này đi thì sao? Chúng ta muốn xóa hyperlink thì chúng ta có thể click chuột phải lên cái hyperlink đấy, đúng không? Và mình chọn là remove hyperlink để chúng ta xóa cái liên kết này đi. Còn chúng ta có thể edit, có thể open đây. Lúc nãy là chúng ta đều mở bằng cách là nhấn Ctrl K đấy, đúng không? Còn đây chúng ta có thể remove hyperlink này. Đó là về phần hyperlink. Còn một phần nhỏ nữa vẫn nằm trong cái thẻ insert này, đó chính là chúng ta sẽ nói về các cái bookmark. Cái bookmark là gì nhỉ? Mọi người đã dùng bookmark chưa? Bookmark là gì ạ? Bookmark là gì? Bookmark chính là giống như chúng ta sử dụng các cái trình duyệt web ấy, đúng không? Chúng ta cũng hay tạo các cái bookmark ấy, là các cái đánh dấu trang, đúng không? Thế thì trong Word cũng vậy, chúng ta có thể chèn các cái bookmark. Ví dụ ở cái chỗ này chẳng hạn, đây là một cái báo cáo và cái vị trí này chúng ta cần chèn vào một cái bảng số liệu nào đó. Thế nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn chưa có cái bảng số liệu đấy. Thế thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Bình thường thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Nếu ở vị trí này chúng ta cần chèn vào một cái bảng số liệu nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa có được bảng số liệu đấy, chúng ta sẽ để ra để và sau này khi mà có bảng số liệu đấy thì mình sẽ chèn nó vào đây. Thế thì bình thường chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Chúng ta đơn giản là chúng ta có thể gõ một cái là cái nốt ở đây thôi, đúng không? Highlight nó với màu đỏ chẳng hạn. Ví dụ đây là vị trí mà chúng ta sẽ chèn cái bảng gì đấy. Hoặc là chúng ta có thể nốt đây là gì ạ? Chèn bảng bảng thống kê. Thống kê 1, ví dụ như thế. Đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ chèn bảng thống kê 1. Chúng ta có thể làm bằng cách này, đúng không? Chúng ta đánh dấu nó thôi. Có thể là highlight lên chẳng hạn, ví dụ như này. Để chúng ta nhớ là cái chỗ này là chỗ mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta chèn cái bảng số liệu 1 của mình bảng, đúng không ạ? Thế thì mình ngoài cái cách làm này, để khi mà chúng ta có thì chúng ta lại search thôi, đúng không? Để chúng ta tìm tới cái bảng này để chúng ta cái vị trí của cái bảng này để mình chèn vào. Thì có một cái cách đơn giản hơn, đó chính là chúng ta tạo các cái bookmark là các cái đánh dấu, đúng không? Thay vì chúng ta đánh dấu một cách thủ công là chúng ta sẽ nốt một cái vào đây, chúng ta sẽ chèn cái bảng thống kê một tại chỗ này, đúng không? Thế thì chúng ta có thể làm bằng cách đó là chúng ta sẽ chèn một cái bookmark, một cái đánh dấu trang tại đây. Thế thì để tạo một cái bookmark là một cái đánh dấu trang thì chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột tại cái vị trí chúng ta muốn chèn.
sau đó vào thẻ insert vẫn trong nhóm link. Đây là chúng ta sẽ chèn cái bookmark nhé. Thì chúng ta đặt con trỏ tại cái vị trí mà mình muốn đánh dấu trang. Sau đó vào thẻ insert, click vào nút bookmark trong nhóm link. Phải không ạ? Bookmark này. Và tại cái bookmark name này, chúng ta sẽ đặt tên cho bookmark. Giả sử ở đây chúng ta sẽ đặt nó mạng 1 đi. Đúng không? Cái bookmark này, bookmark name này chúng ta không được viết trừ dấu cách. Nếu mà có dấu cách ấy, thì cái chữ, cái nút lệnh add nó sẽ mờ đi, đúng không? Nó không được chứa dấu cách. Được không ạ? Đây chúng ta sẽ đặt tên cho cái bookmark này. Sau đó chúng ta click vào nút add. Được không? Ok. Thế thì bây giờ, giả sử là đến cái thời điểm sau đó thì chúng ta có cái bảng số liệu đấy rồi. Thế thì ngoài cái cách mà chúng ta tìm theo cái cách mà mình đánh dấu một cái thủ công mà highlight nó lên giống như lúc nãy, thì chúng ta có thể di chuyển tới cái vị trí của cái bookmark này bằng cách là chúng ta sẽ có thể di chuyển bằng nhiều cách. Có thể click vào nút bookmark này này, đúng không? Thì mình nhìn thấy cái bookmark. Trong trường hợp này của chúng ta chỉ có một bookmark thôi. Thế còn nếu mà mình tạo nhiều bookmark thì các cái bookmark đấy nó sẽ hiển thị danh sách ở đây. Thế thì chúng ta muốn đi tới bookmark nào thì chúng ta sẽ chọn cái bookmark đấy và click vào nút go to. Đúng không? Go to. Đấy. Thì nó sẽ di chuyển tới đúng cái vị trí bookmark, cái vị trí mà chúng ta đã đánh dấu. Thì đấy là bookmark. Và vừa rồi thì chúng ta có thêm bookmark, thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta sẽ liên kết tới đây. Bây giờ trong cái tài liệu này của mình nhá, nó đã có thêm một cái bookmark đây rồi. Đúng không? Đây. Lúc nãy cái bookmark thì chưa có cái nào cả nên là nó không có. Thì bây giờ thì chúng ta đã có một cái bookmark thì nó sẽ hiển thị ở đây. Còn nếu mình có nhiều bookmark thì nó sẽ hiển thị danh sách các cái bookmark đó ở phía dưới đây. Được chưa? Thì đấy là cái bookmark và hyperlink. Chúng ta có chỗ này có thắc mắc gì không ạ? Chắc là không vấn đề gì đúng không? Rồi ok, cái nhóm cuối cùng. Nói qua thôi chắc mọi người cũng không dùng cái này. Các cái công thức, đó là các cái equation. Thế thì để chèn một cái công thức thì chúng ta sẽ vẫn là vào thẻ insert. Trong nhóm symbol, chúng ta click vào nút equation này. Đây là các công thức toán học. Thì đây là những cái công thức mà phổ biến thì nó sẽ nằm ngay ở cái chỗ này. Còn nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cái công thức mới thì chúng ta sẽ click vào nút insert new equation. Đúng không? Để chúng ta tạo ra một công thức mới. Thế thì khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái thẻ mới xuất hiện, đó là thẻ equation. Thì với cái công cụ này, chúng ta có thể tạo một công thức bất kỳ, bất cứ một công thức nào chúng ta đều có thể tạo nó bằng cái công cụ này. Đúng không? Chúng ta có rất là nhiều các thành phần, ví dụ phân số này, mũ này, căn này, tích phân này, rồi sigma này, rồi các cái dấu ngoặc. Tóm lại là một cái công thức bất kỳ chúng ta luôn luôn có thể tạo nó bằng cái công cụ này. Đấy. Đúng không ạ? Chúng ta muốn làm ví dụ như chúng ta đặt trong cặp dấu ngoặc tròn này. Bây giờ trong ngoặc tròn này có tích phân chẳng hạn thì chúng ta lại chọn cái tích phân. Đấy. Thế sau đó trong tích phân này ví dụ nó lại có sigma chẳng hạn thì chúng ta lại đặt, tóm lại là chúng ta có thể lồng rất là nhiều các cái dạng công thức vào trong này. Bất cứ công thức nào chúng ta đều có thể làm được. Đúng không ạ? Rồi nếu mà nó có phân số thì chúng ta lại chọn phân số. Đấy, ví dụ như thế. Sau đó chúng ta gõ vào đây. Thì ví dụ như tới vô cùng đi chẳng hạn. Đúng không? Từ 0, n bằng 0 tới vô cùng chẳng hạn. Đấy. Rồi cái này là của cái gì thì chúng ta nhập vào đây. Thế trong các cái ô này nó có thể là có các cái đối tượng khác ở trong này. Tóm lại là chúng ta có thể lồng lồng rất là nhiều. Mọi công thức chúng ta đều có thể tạo được nó. Tiếp nữa là chúng ta sẽ chèn một cái symbol là một cái ký tự. Thế thì ở góc hiện nay trong cái danh sách này nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái ký tự mà chúng ta sử dụng gần đây. Đây là những ký tự mà chúng ta sử dụng gần đây trên cái máy tính này. Thế còn nếu mà chúng ta muốn chèn một ký tự khác thì chúng ta sẽ chọn More Symbol để chúng ta hiển thị cái hộp thoại Insert Symbol ra. Đó. Đó. Thế thì nó có hai thẻ nhá. Thẻ thứ nhất là Symbol là các ký hiệu thôi. Thế còn cái thẻ thứ hai là các cái ký tự đặc biệt là special characters, đúng không? Thì đây là những ký tự đặc biệt, ví dụ như ký tự copyright, ký tự trademark hay là register, đúng không? Thì những cái đấy nó gọi là các ký tự đặc biệt, nó nằm ở cái thẻ thứ hai. Thế còn cái thẻ thứ nhất là các cái ký hiệu. Thế thì các cái ký hiệu này nó khác nhau phụ thuộc vào cái font chữ mà chúng ta chọn đây này. Với mỗi một cái bộ font ấy thì nó sẽ có
một tập các cái ký hiệu khác nhau ở phía dưới này, đúng không? Ví dụ như thường thì các cái ký hiệu mà chúng ta hay sử dụng thì nó sẽ nằm trong cái nhóm winding. Chúng ta sẽ có chữ V kép này chẳng hạn đấy. Thì nó sẽ tìm nhanh cho mình tới cái nhóm winding này. Đấy, thường thì các cái ký tự mà chúng ta hay sử dụng thì nó sẽ nằm trong cái nhóm winding đây. Có rất là nhiều ký tự đúng không? Thế thì chúng ta muốn chèn ký tự nào vào trong tài liệu của mình thì chúng ta sẽ chọn ký tự đấy. Sau đó click vào nút insert. Đây là ký tự chúng ta vừa mới chèn. Hoặc là chúng ta có thể click đúp chuột chẳng hạn. Thì đây là các cái ký tự, các cái ký hiệu mà chúng ta chèn. Thế còn bên special character này nó sẽ là các ký tự đặc biệt nhá. Ok. Ngoài ra thì nó còn có một số cái nữa nhưng mà không biết mọi người có muốn để có dùng không ấy. Có cái nữa là trong cái thẻ reference này, nó cho phép chúng ta có thể chèn các cái footnote và các cái endnote. Thì footnote là các cái chú thích ở chân trang, thế còn endnote là các cái chú thích ở cuối của tài liệu. Ví dụ nhá, mình cũng nói luôn. Ví dụ như chúng ta đọc các cái sách ấy, thì nó có thể có các một số các cái chú thích. Ví dụ như nó chú thích là một là cái gì, hai là cái gì, là cái ký tự sao ấy. Sau đó ngay bên dưới thì nó sẽ có nội dung của chú thích đấy, đúng không? Thế thì để tạo các cái chú thích như thế, chúng ta sẽ đặt con trỏ tại vị trí để chúng ta chèn chú thích. Ví dụ như chúng ta muốn giải thích thêm cái thằng SmartArt này nó là cái gì chẳng hạn. Nhá. Thế thì chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột tại cái vị trí mà chúng ta muốn chèn cái endnote đấy, đúng không? Sau đó hoặc là footnote. Hai cái đằng này nó đều là chú thích, nó chỉ khác nhau là cái vị trí mình đặt thôi. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn chú thích thêm cho cái thằng SmartArt này, thì chúng ta sẽ click vào nút Insert Footnote. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy đây, nó sẽ có chỉ số 1 đây. 1 chính là chú thích cho cái SmartArt được rồi, đúng không? Thế thì chúng ta muốn di chuyển xem là cái 1 này nó là cái gì, thì chúng ta có thể click đúp chuột vào cái con số 1 ở đây này, click đúp chuột. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Nó sẽ di chuyển cho chúng ta tới cái Smart Graphic này nó là cái gì. Đây, đây chính là chỉ số 1. Chúng ta có thể click đúp chuột vào đây để nó đi tới cái chú thích. Hoặc là click đúp chuột vào cái số 1 này để nó đi tới cái vị trí mà chúng ta có cái chú thích ở đây. Và vừa rồi chúng ta đang chèn, đấy là footnote, tức là cái chú thích này nó được đặt ở đâu đấy ạ? Ở cuối trang, đúng không? Tương tự như vậy, ở chỗ này chúng ta lại chú thích thêm cho cái theme này chẳng hạn. Thì chúng ta đang insert footnote, thì nó sẽ là 2, đúng không? Tại vì mặc định nó đang đánh chỉ số là 1, 2, 3. Đây là footnote. Thế còn nếu bây giờ lên trên này mình đã insert một cái footnote khác, đây, cái chỗ design này mình đã insert một footnote, thì cái thằng SmartArt này nó sẽ trở thành cái footnote thứ mấy? Thứ hai, đúng không? Đây, mình đã insert footnote. Đấy. Như vậy là trong cái tài liệu này của mình đang có 3 cái footnote. Đúng không? Chúng ta muốn đi tới footnote nào thì chúng ta có thể click đúp chuột vào cái chỉ số của cái footnote đấy thôi. Đúng không? Ok, thì đấy là footnote. Thì chú thích nó được đặt ở cuối trang của tài liệu. Tiếp theo chúng ta có endnote là chú thích được đặt ở gì? Ở cuối tài liệu. Nó cũng là chú thích nhưng mà cái vị trí nó đặt thì nó lại đặt ở chỗ khác, nó là thường thì nó ở cuối của tài liệu. Thế thì để chèn một cái endnote thì chúng ta cũng đặt con trỏ tại vị trí chúng ta muốn chèn. Ví dụ như chúng ta muốn chú thích cho cái online video này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột tại cái vị trí mà chúng ta muốn chèn. Sau đó vào thẻ reference, click vào nút insert endnote. Nhìn thấy chưa? Thì cái chú thích này nó đang được đánh chỉ số là Y, 2Y và 3Y. Và mặc định thì nó sẽ được đặt ở cuối của tài liệu. Đây là cuối của tài liệu rồi. Đó, đây là nội dung của cái endnote. Chúng ta sẽ gõ nó tại đây. Đấy. Và chúng ta muốn đi tới cái endnote đấy thì chúng ta cũng click đúp chuột thôi. Đó, đây. Thì đây là các cái chú thích, đúng không? Nó chỉ khác nhau ở cái vị trí chúng ta đặt chú thích đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể di chuyển giữa các cái endnote, giữa các cái footnote này. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nút điều hướng ở đây. Đây. Chúng ta có thể click vào nút Next Footnote để chúng ta di chuyển sang cái footnote kế tiếp đằng sau nó. Còn Previous Footnote có nghĩa chúng ta sẽ trở về cái footnote đằng trước nó, đúng không? Tương tự như vậy với endnote thì chúng ta cũng sẽ có hai nút lệnh, đó là Next Endnote và thứ hai là Previous endnote, đúng không? Next để sang cái endnote kế tiếp, còn previous endnote để trở về cái endnote đằng trước nó. Ngoài ra thì còn có cái danh mục các cái tài liệu tham khảo.
chắc là mọi người cũng không dùng cái đấy đúng không? Thế thì thôi bỏ qua nhá. Đấy. Thì đó là cái phần về phiếu Word. Thế còn phần in ấn thì mình có cần phải nói không nhỉ? Khi mà sử dụng in ấn ý, thì có một chút như thế này. Thứ nhất là ngoài cái chỗ là chúng ta chọn máy in này, thì chỗ này chúng ta sẽ xác định cái số lượng bản mà chúng ta muốn in là bao nhiêu, đúng không? Mặc định nó đang là một bản. Thế còn mà chúng ta muốn in nhiều bản thì chúng ta sẽ thiết lập nó tại copy. Ví dụ chúng ta muốn in 10 bộ chẳng hạn, thì thiết lập tại đây. Đây là chúng ta sẽ in bao nhiêu trang. Nếu trong trường hợp chúng ta chỉ muốn in trang hiện thời thì chúng ta sẽ chọn là print current page, là in cái trang hiện thời, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta muốn in một cái custom print, tức là in theo tùy biến theo cách của mình ý, chúng ta sẽ chỉ rõ là chúng ta sẽ in những trang nào, thì chúng ta sẽ có nó tại cái ô page bên dưới này. Đây, nó sẽ có hướng dẫn ở đây nhá. Khi chúng ta di chuyển vào cái chữ i này, tức là cái information đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một số cách, ví dụ như 1,3 7,5 đến 12, tức là chúng ta sẽ in trang 1, trang 3, từ trang 5 đến trang 12. Hoặc là P1S1 có nghĩa là gì nhỉ? P1S1 có nghĩa là gì? P1 có nghĩa là P1S là gì? Đúng rồi, là session 1. Tức là khi mà chúng ta chia tài liệu của mình thành các cái session ấy, thì khi đấy chúng ta có thể thiết lập là in ví dụ như page 1 của session 1, page 1 session 2, page 1 cho đến page 8 của session 3, đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Và bên này chúng ta sẽ có là thiết lập in một mặt hay in hai mặt. Có một số máy in thì nó hỗ trợ chúng ta in hai mặt, đúng không? Nhưng có máy in thì nó lại không hỗ trợ in hai mặt, mà chúng ta phải in hai mặt một cách thủ công. Thì đây là chúng ta sẽ thiết lập tại đây. Tiếp nữa là collage với uncollage. Cái này chỉ có ý nghĩa khi nào thôi? Hai cái này nó chỉ có ý nghĩa khi nào nhỉ? Khi mà chúng ta in nhiều bộ ấy, nhiều bản ấy, đúng không? Ví dụ chúng ta in một bản thì chúng ta thiết lập hai cái này nó không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta in nhiều bộ. Cái cách thứ nhất đó là collated, có nghĩa là nó sẽ in trọn vẹn từng bộ một. Xong cái bộ thứ nhất thì nó mới in đến bộ thứ hai. Đúng không? Được chưa ạ? Đây là cách thứ nhất là collate, in trọn vẹn từng bộ một. Thế còn cái cách thứ hai là uncollated, có nghĩa là gì ạ? Ví dụ chúng ta in 10 bộ thì nó sẽ in 10 trang 1, sau đó lại in 10 trang 2, in 10 trang 3, và đương nhiên là chúng ta lại phải có quá trình là chúng ta sắp xếp lại theo từng bộ, đúng không? Đấy. Thế thường thì người ta hay in theo cái kiểu collate. Thế còn đây là lề trang, đây là kích thước của trang, đây là hướng trang này, đúng không? Portrait hay landscape, đây là kích thước của trang, đây là cái lề trang, giống như chúng ta thiết lập ở trong cái thẻ layout mà chúng ta đã làm. Ngoài ra bên dưới này nó còn một cái việc chọn nữa, đó là chúng ta muốn in mấy trang trên một mặt giấy. Mặc định thì nó sẽ in một trang trên một mặt giấy, đúng không? Một paper sheet, có nghĩa là chúng ta sẽ in một trang trên một mặt. Thế còn nếu trong trường hợp chúng ta muốn nó tiết kiệm giấy chẳng hạn, chúng ta có thể chọn là in hai trang trên một mặt giấy. 2 paper sheet hay là 4 trang, 6 trang, 8 trang, 16 trang. Đó. Được chưa? Ok. Còn gì nữa nhỉ? Thế thì ngoài ra chúng ta còn có cái chức năng đó là chúng ta sử dụng cái go to ấy. Chúng ta có bao giờ chúng ta sử dụng cái chức năng, ví dụ chúng ta muốn đi tới cái trang số 10 thì bình thường chúng ta sẽ làm một cách nào? Ví dụ chúng ta muốn đi tới trang 10 chẳng hạn. Thế thì bình thường chúng ta có thể là sử dụng cái hộp thoại find and replace này. Chúng ta chuyển sang thẻ go to. Ví dụ chúng ta muốn đi tới trang 10 thì chúng ta sẽ chọn cái go to sẽ là page 10 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gõ cái số trang tại đây. Đúng không? Ví dụ đây trong trường này mình muốn đến trang 4 đi. Đây có 7 trang thôi. Thế thì ví dụ chúng ta muốn đi tới cái trang nào thì chúng ta sẽ nhập cái số trang tại cái enter page number. Sau đó click vào nút go to. Đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ mở cho chúng ta trang thứ tư. Hay là chúng ta có thể đi tới cái section, đúng không? Section thứ mấy? Đúng không? Tại vì tài liệu của mình có thể chia thành nhiều section mà. Hay là chúng ta có thể đi tới cái bookmark nào? Đây cũng là một cách này để chúng ta di chuyển tới một cái bookmark. Hay là tới cái comment, tới cái footnote, đúng không? Thì đây là một cái chức năng khác của cái find and replace, mà chúng ta có thể sử dụng cái thẻ go to này để chúng ta đi tới các cái đối tượng cụ thể. Đấy, go to what chúng ta sẽ chọn nó tại đây. Ok. Thế thì đó là về phần Word nhé.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chúng ta có câu hỏi gì về phần bút này không nhỉ? Mọi người có câu hỏi. Bị nhiều số hơn. À, tức là nó không định dạng đúng không? Thế thì ở đây mình có thể áp dụng cái định dạng nhé. Ví dụ như là đây. Ví dụ như chúng ta có một cái phiếu lương đúng không? Thế thì ví dụ đúng là nó không áp dụng được cái định dạng giống như ở trong cái file Excel mình chúng ta đã có đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có một cái file Excel này. Số tiền không vấn đề. Đây đúng không? Ví dụ cái tổng tiền này với hai cái này đi chẳng hạn, ví dụ ba cái này. Chúng ta đã áp dụng cái định dạng cho nó sử dụng dấu phẩy chẳng hạn này. Sau đó như thế này. Ví dụ như này đúng không? Ví dụ chúng ta đã áp định dạng cái sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ rồi. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái file này của mình ra nhé, chúng ta sẽ trộn này. Ví dụ vào thẻ mailing insert mail mode next chọn file. Rồi, chúng ta sẽ chèn các cái trường dữ liệu vào đây thôi, phiếu lương này, đây là mã nhân viên này, đây là họ tên này. Họ tên, đây là lương, thưởng và tổng tiền, đúng không? Đấy, ví dụ như này. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta để như thế này thì nó sẽ trở thành một cái số bình thường như này thôi, đúng không ạ? Thế bây giờ mà mình đang muốn là nó cũng có cái định dạng giống như cái định dạng ở bên cái Excel kia, đúng không? Thế thì khi đó chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta có thể click dữ liệu mà chúng ta muốn edit ý. Sau đó chúng ta chọn là total field code đó. Và tại đây thì chúng ta sẽ gõ cái code này là suộc này, hăng này, tách ra 0.00. Ví dụ như này, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các cái hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ này, rồi chúng ta lấy hai ký số phần thập phân, ví dụ như thế. Đó. Chúng ta sẽ gõ là suộc trái này, trong cái merge fin đấy nhá, chúng ta sẽ gõ cái suộc trái thăng này, sau đó cách ra 0.00 đúng không? Và chúng ta lại chóc lại fin code. Đây xem. Đấy, chúng ta thấy nó đã có định dạng này rồi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta quay trở về bước trước, chúng ta edit lại một chút thôi, vừa rồi mình lấy hai ký số phần thập phân ở đây. Thế bây giờ chúng ta không muốn lấy ký số phần thập phân nữa thì chúng ta sẽ trở về cái bước trước này. Chúng ta lại chóc được fin code này và bỏ cái chấm không không này đi thôi, chúng ta không lấy phần thập phân nữa đúng không, chúng ta chỉ lấy dấu phẩy để ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ thôi. Sau đó chúng ta lại chóc được fin code lại đúng không? Rồi chúng ta chuyển sang bước tiếp theo. Đây chúng ta thấy cái thằng này đã có cái dấu phẩy để ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ rồi đúng không? Và tương tự như vậy, hai cái trường lương với thưởng thì chúng ta cũng làm tương tự đó. Ok, lương với thưởng cũng thế thôi, chúng ta quay trở về bước trước này, chúng ta cũng gõ thưởng mà cũng nó thóc ở phim code cho nó này, sau đó thêm vào thăng cách ra 0 đúng không, giống như cái trường này 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 cũng thế.
năm cách ra phẩy không được chưa, sau đó chúng ta tóc được phim cốt lại đúng không? Đấy, như vậy bây giờ cái này nó đã có định dạng này, nó có định dạng cho cả ba trường này rồi, được chưa? Rồi. À, không cần mình edit luôn ở bước này cũng được, tóc lập phim code ngay ở đây cũng được, đây nó cũng hiển thị tên trường mà, đúng không? Ngay tại cái bước nó đã hiển thị số này cũng được, đây là các cái bước mình nhìn thôi, xong chưa? Chúng ta có câu hỏi gì nữa không? Của phần word có câu hỏi gì nữa đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần Excel nhé. Vâng. Phần Excel thì mình nhấn thấy có bạn làm kế toán rồi chắc là cũng chuyên nghiệp lắm rồi. Đúng không? Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm việc với Excel nhé. Chúng ta mở một file Excel ra. Ok, thế thì đây là cái cửa sổ Excel. Chúng ta nhìn thấy cái giao diện của nó, cái phần giao diện ở phía trên này, nó có giống như ở trong Word không nhỉ? Ok. Nó cũng được bố trí dưới dạng ribbon đúng không, nhưng cái các cái thẻ của nó thì sẽ khác đúng không, nó sẽ có các cái thẻ khác, có một số thẻ chúng ta nhìn thấy là có ở bên Word, ví dụ như thẻ gì, nó cũng có file này, cũng có home này, cũng có insert này đúng không, nó cũng có thẻ view, thẻ review đúng chưa. Thế nhưng mà vì là Excel là cái phần mềm bảng tính, thế nên là nó sẽ có một số thẻ mà bên Word không có, và tương tự như vậy có một số thẻ bên Word thì bên này lại không có. Ví dụ như bên Word chúng ta có thẻ mailing, bên này có không? Không có. Bên Word chúng ta có thẻ reference, bên này không có, đúng không? Thế còn bên Excel này có, chúng ta nhìn thấy ngay có hai thẻ mà bên Word không có, đó là thẻ gì? Formulas và thẻ data, đúng không? Hai cái thẻ đấy là hai thẻ mà bên Word chúng ta nhìn thấy nó không có. Thế còn về cơ bản cái giao diện của nó cũng được bố trí dưới dạng hệ thống ribbon. Nó cũng gồm có các thẻ này, đúng không? Và trong mỗi một thẻ thì nó cũng sẽ có các nhóm lệnh, đúng không? Nó tương tự như ở bên bên Word, đúng không? Và thanh phía dưới này, nó cũng là thanh trạng thái. Nó cũng có thanh công cụ truy cập nhanh ở đây. Thế còn cái việc mà điều hướng thanh công cụ truy cập nhanh như thế nào, nó tương tự như bên Word rồi. Thế nên là chúng ta sẽ không nói lại cái điều, cái tùy biến cái thanh công cụ truy cập nhanh này, được không ạ? Có giống bên Word không? Hoàn toàn giống mà, đúng không? Ok, thế nhưng mà trên cái giao diện này nó có hai cái phần nữa mà chúng ta sẽ phải nhìn thấy nó khác. Đó là phần thứ nhất, cái này, cái ô này nó gọi là gì ạ? Name box, đây cái ô này nó gọi là name box. Đây. Name box nó chứa cái gì? Đấy. Thế còn bên phải này nó sẽ là formula 3, là thanh công thức nhá. Đây là hộp tên này. Còn bên này nó sẽ là formula 3. Thế thì lát nữa chúng ta sẽ giải thích hai cái thành này sau. Đầu tiên chúng ta khi mà làm việc với Excel thì chúng ta sẽ phân biệt hai cái khái niệm. Đó là khái niệm về sổ tính và khái niệm về trang tính. Thế cái gì là sổ tính và cái gì là trang tính nhỉ? Cái gì là sổ tính và cái gì là trang tính? Sổ tính là gì và trang tính là gì? Đúng rồi, chính xác. Mỗi một cái sheet này nó sẽ là một trang tính, đúng không? Thế còn sổ tính là gì? Trang tính nó chính là các cái sheet nhá. Thế còn sổ tính là gì? Hay người ta gọi là book nhá. Sổ tính hay người ta gọi là book. Thì mỗi một cái file Excel thì nó sẽ được gọi là một sổ tính, cả một file Excel được gọi là một sổ tính, đúng không ạ? Thế còn trong sổ tính đấy, trong một file Excel thì nó có thể có rất là nhiều sheet, đúng không? Thế tức là các cái trang tính, tức là chúng ta hình dung đơn giản là giống như là một cuốn sổ, sổ nó gồm có nhiều trang ấy, đúng không? Thì một file Excel nó là một sổ tính, và trong cái sổ tính đấy, trong một file Excel, trong một book đó thì nó sẽ có các cái trang tính, các cái sheet. Thế thì trong mỗi một sheet thì nó có cái gì? Trong mỗi một sheet nó có gì? Một sheet nó được tổ chức dưới dạng các cái ô tính, các cái hàng, các cái cột, đúng không? Thế thì các cái hàng được đánh chỉ số là 1, 2, 3, 4, vân vân. Thế còn các cột được đánh chỉ số là A, B, C, D, vân vân. Thế đằng sau cột Z sẽ là cột gì nhỉ? Sau cột Z thì nó sẽ là cột gì? Là A, A trước, đúng không? A, A, sau đó đến A, B, vân vân, đến A, Z. Và sau cột A, Z sẽ là cột gì? BA, BB, BC, vân vân, BZ. Chúng ta có biết là một sheet Excel này nó có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột không? Thế thì nhá, để chúng ta có thể xem được một sheet Excel này có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột,
thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào cái biểu tượng tam giác này, dao của chỉ số cột và dao của chỉ số dòng, nhấn giữ vào biểu tượng tam giác này. Sau đó chúng ta quan sát tại cái name box, và chúng ta quan sát tại name box, tại cái hộp tên ấy, nhấn giữ biểu tượng tam giác, dao của chỉ số cột và chỉ số dòng, sau đó quan sát tại hộp tên name box, chúng ta sẽ thấy nó có 1.048.576 dòng và 16.384 cột, đúng không ạ? Thế thì cái dòng này R là viết tắt cho row ấy, đúng không? Là số dòng. Thế thì một cái các cái dòng nó được đánh chỉ số là 1, 2, 3, 4. Thế nên là cái dòng cuối cùng đương nhiên nó sẽ chỉ có chỉ số là bao nhiêu? 1.048.576, đúng không? Thế còn các cột chúng ta có hơn 16.000 cột. Đây là số cột này. Thì nó có sẽ hơn 16.000 cột, đúng không ạ? Thế cái cột cuối cùng có chỉ số là bao nhiêu? Thì cái cột đầu tiên là cột A, từng với là cột 1, đúng không? Cái cột nó cũng theo cái bảng chữ cái như thế, và cái cột cuối cùng của nó là XSD, đây là chỉ số của cái cột cuối cùng. XSD tương ứng với 16.384. Để đi tới cái cột cuối cùng ấy, chúng ta có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl và cái mũi tên sang phải. Đây, chúng ta thấy cái cột cuối cùng là cột XFD. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn đi về cái cột đầu tiên, thì chúng ta lại nhấn tổ hợp phím gì? Ctrl và mũi tên sang trái, đúng không? Ctrl và mũi tên sang phải đi đến cột cuối cùng. Còn muốn đến cột đầu tiên thì nhấn giữ Ctrl và mũi tên sang trái. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn đến cái dòng cuối cùng thì chúng ta sẽ nhấn giữ Ctrl, đúng rồi, và mũi tên xuống dưới, đúng không? Đây là dòng cuối cùng 1048576. Muốn trở về dòng đầu tiên thì lại Ctrl và mũi tên lên trên, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái cách để chúng ta di chuyển trong cái trang tính này. Thế thì bây giờ chúng ta mới nói đến cái hộp tên, cái name box. Thế thì theo mọi người cái name box này nó sẽ chứa cái gì? Name box là hộp tên, đúng không? Thế nó sẽ chứa cái gì? Ví dụ như ở đây chúng ta đang đặt con trỏ tại cái cột D và dòng 4, đúng không? Mình đang đặt con trỏ tại cái cột D và dòng 4. Thế thì tại name box nó sẽ chứa cái gì đây ạ? Cái địa chỉ của ô tính. Và địa chỉ ô tính được xác định bởi gì? Chỉ số cột và chỉ số dòng, đúng không? Chỉ số cột và chỉ số dòng. Thế bây giờ ngoài ra, ngoài cái việc là trong cái ô tính này nó sẽ chứa địa chỉ của ô tính, thì nó có thể chứa tên của ô, tên của ô, tên của vùng ô. Cái này ví dụ như nhá, chúng ta muốn đặt tên cho một cái ô hoặc đặt tên cho vùng ô nào đó, thì chúng ta sẽ chọn cái vùng ô mà chúng ta muốn đặt tên này. Ví dụ đây là một cái vùng ô, chúng ta muốn chọn một cái vùng ô này thì chúng ta chọn bằng cách nào? Giống như bôi đen ở trong Word ấy, đúng không? Đấy. Có nghĩa là gì? Chúng ta có thể xuất phát từ một trong bốn cái góc này, đặt con trỏ ở một trong bốn góc, sau đó chúng ta di chuyển tới gì? Theo cái đường chéo tới cái góc đối diện của nó, đúng không? Đây là một cách để chúng ta có thể chọn một cái vùng ô liên tục. Thế thì có cách khác không? Ngoài cái cách chúng ta bôi đen giống như trong Word này, thì mình có cách nào khác để có thể chọn một cái vùng ô liên tục như thế này không? Giống như trong Windows. Trong Windows nhé. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn chọn nhiều cái đối tượng liền kề, thì chúng ta sẽ chọn như nào? Nhiều cái đối tượng liền kề với nhau. Ở cách bôi đen thì ok rồi, nhưng ngoài cách bôi đen thì chúng ta còn có cách nào khác không? Ctrl là chọn các đối tượng rời rạc. Đây, ví dụ chúng ta chọn rời rạc như này thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím Ctrl, đúng không? Thế còn nếu mà mình muốn chọn các đối tượng liên tục với nhau thì chúng ta nhấn giữ phím Shift nhá. Chọn đối tượng đầu tiên hoặc đối tượng cuối cùng, nhấn giữ Shift và chọn vào đối tượng cuối cùng này, đúng không ạ? Tóm lại là Ctrl sẽ là rời rạc, còn Shift sẽ là gì? Liên tục. Thế thì tương tự như vậy ở trong này cũng thế nhá. Nếu chúng ta muốn chọn một vùng ô liên tục thì chúng ta sẽ đặt con trỏ ở một trong bốn góc mà lúc nãy, đúng không? Sau đó nhấn giữ phím Shift và click chuột trái tới cái ô đối diện với nó theo đường chéo, đúng không ạ? Shift. Chúng ta có thể chọn một trong bốn cái góc, góc nào cũng được, xuất phát từ góc nào cũng được. Đây là nhấn giữ Shift để chọn các cái ô liên tục. Thế còn nếu mà muốn chọn các ô rời rạc thì sao? Lại giống như trong Windows sẽ là Ctrl, đúng không? Đây, chúng ta có thể chọn các cái ô rời rạc, đúng không ạ? Đây là những cái ô rời rạc.
chúng ta có thể chọn bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong quá trình chọn. Rồi, thế lúc nãy thì chúng ta có khái niệm về về ô tính, đúng không? Thế thì địa chỉ của ô tính chúng ta biết rồi, nó chính là giao của chỉ số cột và giao của chỉ số dòng. Thế thì cái vùng ô này, địa chỉ của nó được tính như thế nào, được xác định như thế nào? Cái vùng ô này được xác định như thế nào? Địa chỉ của nó, địa chỉ của vùng ô này. Rồi. Nếu mà với một ô tính ý, thì địa chỉ của một ô tính được xác định bởi chỉ số cột và chỉ số dòng. Thế còn nếu mà trong trường hợp chúng ta có một cái vùng ô như thế này, thì địa chỉ của vùng ô này sẽ được xác định bởi địa chỉ của ô đầu tiên góc trên bên trái và ô cuối cùng góc dưới bên phải. Có nghĩa rằng cái vùng ô này nó sẽ có địa chỉ là gì? Ô đầu tiên góc trên bên trái là C mấy ạ? C3. Ô cuối cùng góc dưới bên phải là ô F7. Thế thì địa chỉ của vùng ô này sẽ là C3 2.F7, đúng không? Địa chỉ ô đầu tiên góc trên bên trái 2. Ô cuối cùng góc dưới bên phải, được không? Thế thì thế nếu trong trường hợp nó là một cái vùng ô như thế này thì địa chỉ của nó là gì? E3. Đúng rồi, M2 2.E8, đúng không? Hay là trong một dòng này thì nó sẽ là C4 2.H4, đúng không? Rồi. Thế bây giờ chúng ta muốn chọn một cái ô nào đấy thì chúng ta chỉ việc click chuột vào cái ô đó để chúng ta chọn ô, đúng không? Thế thì nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn di chuyển tới cái ô H1000 thì sao? Rồi, đúng không? Chính xác. Là chúng ta sẽ gõ địa chỉ của cái ô tính đấy tại cái gì? Cái hộp tên này, đúng không? Tại cái hộp tên name box chúng ta sẽ gõ, thay vì chúng ta di chuột thì nó sẽ rất là lâu, đúng không? Tại vì cái chỉ số dòng nó lớn như thế. Thì chúng ta sẽ đặt con trỏ tại cái name box này, sau đó chúng ta gõ H1000. Nhấn Enter. Ở đây chúng ta có thể gõ H hoa, H thường đều được nhá. Enter thì nó sẽ đặt con trỏ tại đúng cái ô H1000, được không? Rồi. Tiếp theo nữa là vậy nếu mà chúng ta muốn chọn cái vùng ô H100 cho đến nó Y110 đi chẳng hạn. Nếu chúng ta muốn chọn cái vùng ô là H100 đến ô K đi. K110 thì chúng ta sẽ làm một cách nào để chúng ta có thể chọn vùng ô này? Thì chúng ta lại nhập nó ở trên cái hộp tên name box, đúng không? Tại đây chúng ta sẽ đặt tên nhập vào đây. H100 2.K110 chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ chọn cho chúng ta đúng cái vùng ô đấy. Đây, H100 K110. Được. Thế thì vừa rồi chúng ta có nói đến là cái hộp tên này nó sẽ chứa địa chỉ của ô tính, có thể là chứa địa chỉ của một vùng ô, đúng không? Ngoài ra thì trong cái hộp tên này nó có thể chứa tên của ô hoặc là tên của vùng ô. Thế nào là tên của ô, tên là một vùng ô? Thế nào là tên của ô, thế nào là tên của vùng ô nhỉ? Ví dụ nhá, chúng ta có một cái vùng ô này đi. Được. Đây là mình nhập dữ liệu và để cho mọi người nhìn thấy rõ thôi, có thể chúng ta không nhập gì cũng được. Thế thì bình thường thì chúng ta muốn chọn vùng ô này thì chúng ta có thể kéo như thế này, hoặc là chúng ta nhập địa chỉ của nó tại cái hộp tên, đúng không? Thế thì đôi khi có một cái vùng ô nào đó mà chúng ta thường xuyên phải thao tác với nó, và thay vì cứ mỗi một lần chúng ta muốn chọn thì chúng ta phải kéo như thế, thế thì chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên gọi, đúng không? Thế thì để đặt tên cho một cái vùng ô nào đấy thì chúng ta sẽ chọn cái vùng ô mình muốn đặt tên này. Click chuột phải, có nhiều cách nhé, đây là một cách đơn giản nhất, đó là click chuột phải và chọn define name. Define name, đúng không? Đây là mình đang muốn đặt tên cho một cái vùng ô. Ví dụ như vùng ô này cái địa chỉ của nó là G2 cho đến K5, đúng không? Thế thì thay vì mỗi lần chúng ta lại phải chọn vùng ô này thì bây giờ chúng ta có thể đặt tên cho nó, cho nó một cái tên gọi. Ví dụ khi chúng ta chọn define name ý, thì cái hộp thoại new name xuất hiện. Chúng ta sẽ đặt tên cho cái vùng ô này là gì? Ví dụ chúng ta đặt tên cho nó là dữ liệu đi, đúng không? Chúng ta đặt cho nó là ABC có được không? ABC có được không? Nó lại trùng với địa chỉ của cái cột, chỉ số cột thì không được, đúng không? Đấy, chúng ta lưu ý có một số tên thì chúng ta sẽ không được đặt. Ví dụ như ABC thì nó lại trở thành một chỉ số cột rồi, thì lại không được, đúng không? Ở đây chúng ta đặt tên cho nó là dữ liệu chẳng hạn nhé. Ok, được không? Thế thì bây giờ, nếu mà chúng ta muốn chọn cái vùng ô đấy, thì chúng ta chỉ việc click vào cái mũi tên bên phải của name box này. Đấy, chúng ta chọn dữ liệu.
đây chính là cái tên cho cái vùng ô, thì nó sẽ chọn cho chúng ta đúng cái vùng ô này, đúng không ạ? Thì cái này nó gọi là tên cho vùng ô. Tương tự như vậy, chúng ta có thể đặt tên cho một cái ô tính cũng làm tương tự, đúng không? Thì chúng ta chọn một ô thôi, còn đây là mình chọn một vùng ô. Và để quản lý cái tên đấy, chúng ta có thể quản lý, chúng ta có thể đặt rất là nhiều tên. Thế thì để đặt quản lý các cái tên này thì chúng ta sẽ vào trong cái thẻ thẻ formulas. Đây, chúng ta vào thẻ formulas. Trong cái nhóm define name này, chúng ta muốn quản lý các cái tên mà chúng ta đặt ấy, thì chúng ta sẽ vào trong thẻ formulas. Trong nhóm define name, chúng ta click vào cái nút name manager. Name manager. Thế thì trong này nó sẽ có các cái tên mà mình đã đặt. Hiện nay thì chúng ta mới chỉ đặt có một tên thôi, đúng không? Thì nếu trong trường hợp mà mình có nhiều tên thì các tên đấy nó sẽ hiển thị ở đây. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? À, cái thằng dữ liệu này nó sẽ tham chiếu tới ô nào? Nó đang tham chiếu tới ô nào đây? G2 cho đến K. Đang năng. Đúng không? Ok. Đấy. Chúng ta muốn, bây giờ chúng ta không muốn nó tham chiếu tới cái vùng G2 đến K5 mà chúng ta muốn tham chiếu tới vùng khác. Bây giờ chúng ta lại muốn nó tham chiếu tới một vùng khác thì chúng ta có thể thay đổi. Bây giờ mình lại muốn nó tham chiếu đến vùng này cơ chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta chọn cái vùng ô khác. Click vào cái mũi tên này và chọn vùng ô khác. Và click vào nút close. Đúng không? Đấy, chúng ta có muốn lưu lại cái sự thay đổi về cái name này không? Yes chẳng hạn. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta thấy này, khi chúng ta chọn là dữ liệu thì nó sẽ chọn cho chúng ta cái vùng ô mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa, đúng không? Hay là chúng ta có thể xóa tên đây. Trong cái hộp hại name manager này, chúng ta có thể thêm tên mới thì click vào nút new. Muốn edit lại cái tên vừa rồi, có thể đặt lại tên mới, có thể là tham chiếu nó tới một vùng ô khác. Hay là chúng ta có thể xóa cái tên đấy đi, đúng không? Thì trong cái hộp hại này, chúng ta có thể là làm cái điều đó. Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cái thao tác chọn dòng chọn cột. Vừa rồi là chọn ô rồi, đúng không? Thế muốn chọn dòng chọn cột thì đơn giản là chúng ta click vào chỉ số dòng hay là click vào chỉ số cột mà chúng ta muốn chọn thôi. Thế muốn đó, nếu mà nhiều dòng nhiều cột thì chúng ta sẽ kéo như thế này. Hoặc là gì? Sử dụng cái tổ hợp phím gì nhỉ? Shift hay là Control? Nếu nó là liên tục hay là rời rạc thì chúng ta sẽ sử dụng tương ứng để chúng ta chọn. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo, chúng ta vừa nói đến name box rồi. Thì trong cái name box này, nó có thể chứa địa chỉ của ô tính, có thể chứa địa chỉ của một vùng ô, có thể chứa tên của ô tính, tên của vùng ô. Đúng không? Thế thì cái formula 3 này nó chứa cái gì? Đây là thanh công thức nhé, cái vùng bên tay phải này. Khi chúng ta di chuyển vào, chúng ta sẽ nhìn thấy nó xuất hiện là formula 3. Đúng không? Đây là thanh công thức. Cả cái vùng này nó gọi là thanh công thức. Thế thì trong thanh công thức nó sẽ chứa cái gì? Nó sẽ chứa cái gì? Đúng rồi. Nó chứa nội dung mà chúng ta nhập vào trong một ô tính. Ví dụ như chúng ta muốn nhập nội dung cho ô tính này. Thì ngoài cái cách là chúng ta đặt con trỏ vào cái ô đấy, sau đó chúng ta nhập trực tiếp ở đây. Đúng không? Thì chúng ta có thể đặt con trỏ tại ô đấy, sau đó mình đặt con trỏ lên gì? Trong formula 3 và chúng ta nhập trên formula 3 này. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta quan sát nhé. Trên cái formula 3 nó sẽ chứa những cái gì mà chúng ta đã nhập vào trong cái ô tính đấy. Có đúng không? Ví dụ này, bây giờ hai cái bên trên là một cái mình nhập là một cái text này, một cái mình nhập là một cái số này, đúng không? Thế bây giờ chúng ta nhập thử một công thức nhé. Ví dụ như bằng 5 nhân 2 chẳng hạn. Đúng không? Thế thì khi mà chúng ta nhấn Enter thì trong cái ô tính này nó chứa cái gì? Kết quả. Nhưng mà trên cái formula 3 thì nó đang chứa gì đấy ạ? Công thức, đúng không? Những cái gì chúng ta nhập vào trong ô tính thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Rồi, tiếp theo. Vậy theo chúng ta nhé, trong một ô tính của Excel chúng ta có thể nhập những cái kiểu dữ liệu nào vào trong nó, trong một ô tính của Excel? Trong ô tính của Excel chúng ta có thể nhập những cái loại dữ liệu nào cho nó? Mặc định nhé. Thì trong một ô tính của Excel chúng ta có thể nhập một cái dữ liệu bất kỳ cho nó. Nhưng dù cái dữ liệu bất kỳ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể rơi vào một trong bốn nhóm. Đó là những nhóm nào? Đúng rồi. Công thức. Text. Cái thứ hai là text. Thứ ba là gì? Số. Và cái loại thứ tư nữa đó là gì? Là một giá trị logic.
có true hoặc false. Đấy. Tức là như thế này, mặc định thì trong một cái ô tính của Excel chúng ta có thể nhập một cái dữ liệu bất kỳ cho nó. Nhưng cái dữ liệu bất kỳ đấy dù nó là bất kỳ kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ thuộc vào một trong bốn loại. Loại thứ nhất đó là một text. Text, đúng không ạ? Loại thứ hai nó chúng ta thấy với text thì mặc định nó căn gì đây? Với text thì mặc định nó căn lề gì nhỉ? Căn lề trái trong ô, đúng không? Loại dữ liệu thứ hai nó là một số. Thế thì số trong Excel nó có thể là số nguyên, số thực, có thể là số âm, số dương. Nó cũng có thể là dữ liệu dạng date, dạng time, nó đều coi là dạng số hết nhá. Chúng ta quan sát này. Ví dụ đây là chúng ta nhập một cái dữ liệu dạng số nguyên này, số thực này. Đúng không? Số nguyên, số thực, số cả số âm nữa nhá, số dương nữa. Đấy, thì đây là các cái dữ liệu dạng số. Ngoài ra thì dữ liệu dạng date, dạng time nó cũng coi là số. Ví dụ date này. Đúng không? Date này, time này. Thì tất cả những cái này nó đều coi là dữ liệu dạng số. Thế thì với dữ liệu dạng số có gì đặc biệt nhỉ? Mặc định nó là căn lề phải, đúng không? Cái loại thứ ba đó là một cái giá trị logic. Giá trị logic thì nó sẽ nhận một trong hai giá trị là true hoặc false. Ví dụ true này, đúng không ạ? Đây là một giá trị logic. False. Thì với cái dữ liệu logic này mặc định nó căn giữa, đúng không? Đấy. Thế còn cái loại thứ tư, loại cuối cùng, nó sẽ là một công thức. Một công thức trong Excel chuẩn tắc nhất thì nó được bắt đầu bằng dấu bằng. Nhưng đôi khi thì một công thức của mình nó có thể bắt đầu một cái dấu khác. Ví dụ công thức đấy 8 mũ 2, đúng không? Lẽ ra chúng ta gõ là bằng 8 mũ 2. Thế thì ở đây chúng ta đang gõ là một cái dấu cộng. Thế thì khi chúng ta nhấn Enter nó sẽ tự động chuyển thành dấu bằng. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Nó sẽ trở thành dấu bằng. Chúng ta quan sát tại cái formula 3 này. Được không? Rồi, đấy là một công thức. Hay là một công thức khác nhá. Một công thức khác. Ví dụ ở đây chúng ta muốn ghép hai cái text lại với nhau. Ví dụ chúng ta có NEU là một text, đúng không? Trong công thức của Excel ấy, một cái text, một cái văn bản, một cái chuỗi nó sẽ phải được đặt trong cặp dấu nháy kép. Ví dụ như NEU ở đây đang là một cái chuỗi nó được đặt trong cặp dấu nháy kép. Chúng ta có một cái toán từ giống như toán từ cộng trừ nhân chia ấy. Thì với chuỗi chúng ta có một cái toán từ gọi là cái dấu và này này. Thì cái dấu và này nó giống như một toán từ cộng trừ nhân chia. Nó sẽ thực hiện ghép các cái text lại với nhau. Ví dụ chúng ta đang ghép hai cái text này, NEU. Cái 2020 kia nó cũng là một text. Tại vì chúng ta đang đặt nó trong gì? Cặp dấu nháy kép. Như vậy đây chúng ta đang có hai cái text này và chúng ta ghép nó lại với nhau. Thế thì kết quả chúng ta đang nối text thôi, đơn giản là nối thôi. Thì kết quả chúng ta sẽ có là NEU 2020, đúng không ạ? Hay là một công thức khác nhé, bằng 1 lớn hơn 2. Thì chúng ta lưu ý là cái dấu bằng này, ở đây là chúng ta đang bắt đầu dùng một công thức, đúng không? Thế còn cái lớn hơn này là một cái phép toán, nó là một phép toán quan hệ so sánh. Thế thì các cái phép toán quan hệ so sánh này nó sẽ trả lại cho chúng ta một giá trị logic là true hoặc là false. Trong trường hợp này nó sẽ trả lại là false, đúng không? Là false. Được chưa? Rồi. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta đang lấy 3 ví dụ về 3 công thức này. Chúng ta cùng quan sát lại các cái dữ liệu mà mình đã nhập nhé. Thứ nhất là với dữ liệu dạng text thì mặc định nó căn lề trái trong ô. Với dữ liệu dạng số thì nó làm sao đây? Căn lề phải, đúng không? Với dữ liệu logic thì sao? Căn giữa. Thế còn 3 cái cuối cùng này là công thức. Đây là 3 công thức. Thế thì công thức thì sao nhỉ? Với công thức thì sao? Với công thức thì thế nào? Thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái kết quả của công thức đấy, đúng không? Nếu chương trình kết hợp kết quả là một số thì nó căn gì? Phải. Kết quả của công thức là một text thì nó căn trái. Và kết quả công thức là một giá trị logic thì nó căn giữa. Đấy. Thế thì tóm lại ở đây, trong một ô tính mặc định, đây là mặc định thôi, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập trong một ô tính mình được phép nhập cái gì. Nhưng mà đây là mặc định, thì trong một ô tính chúng ta có thể nhập một cái dữ liệu bất kỳ cho nó. Và cái dữ liệu bất kỳ đấy nó cũng chỉ có một trong bốn cái loại mà chúng ta vừa mới nói thôi. Text, số, dữ liệu logic hay là một công thức. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc định dạng cái dữ liệu trong một cái ô tính. Nhá. Thế thì
Thứ nhất này. Cái này cháu không biết vì quên mà. Trong cái nhóm home ấy, trong cái thẻ home nhá, chúng ta có các cái nhóm lệnh này. Clipboard này. Cái này nó giống bên Word rồi. Đúng không? Ở cái form này ta định dạng cái ký tự ở trong ô tính. Thế còn cái nhóm alignment này để làm gì nhỉ? Căn chỉnh trong cái ô, đúng không? Căn chỉnh trong ô. Ví dụ ở đây nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có 6 cái nút lệnh này. Thì nó tương ứng với cái gì đấy? Trong một cái ô tính thì ba cái nút lệnh phía trên là tương ứng với chúng ta căn gì nhỉ? Căn về gì theo kiểu gì đấy? Trên. Tức là top ấy. Top là trên, middle là giữa, theo chiều cao thì nó gọi là middle. Thế còn dưới là bottom, đúng không? Đây là top này, đây là middle này, còn đây là bottom này, đúng không? Thế còn theo chiều ngang thì chúng ta sẽ có gì đây? Left, center và right, đúng không? Đấy. Thế thì đấy là căn chỉnh trong một cái ô tính thì chúng ta sẽ có các cái nút lệnh như thế. Và ngoài ra chúng ta cũng nhìn thấy nhá, nó cũng có cái nút lệnh gì đây? Đây là nút lệnh tăng cái thuật lề giống như trong Word ấy, đúng không? Thì mình có thể tăng cái thuật lề lại indent, increment. Quan sát cái ô tính này nhá. Khi chúng ta tăng cái increment này, tăng thuật lề trái đấy. Đấy, nhìn thấy không? Đấy. Còn đây là giảm thuật lề này, decrement, giảm thuật lề. Đúng không? Đây là thuật lề trong ô. Hay là chúng ta có text direction là thay đổi hướng của text trong ô. Đúng không? Thay đổi hướng của text trong ô. Đúng không? Đó, ví dụ như thế. Ngoài ra chúng ta còn cái gì nữa? Cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Graph text. Khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái graph text này? Khi nào chúng ta sẽ sử dụng cái graph text này nhỉ? Đây ví dụ nhá, chúng ta nhìn nhá. Cái ô tính này thì cái text này nó không đủ để hiển thị trong cái ô tính A1 của, đúng không? Đây chúng ta trong trường hợp này vì là cái ô tính B nó không có dữ liệu nên là chúng ta nhìn thấy cả cái phần còn lại của cái ô tính A. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái ô tính này của chúng ta mà có dữ liệu đi chẳng hạn. Đấy. Thế thì rõ ràng là trong cái ô A này này, A1 này này, nó sẽ không đủ độ rộng để nó hiển thị nội dung trong cái ô đấy. Thế thì nếu trong trường hợp mà chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng cái độ rộng của nó ra, nhưng mà đôi khi thì chúng ta cái độ rộng của cột A này nó bị giới hạn thôi, nó không thể nào mở rộng được mãi. Thì khi đó chúng ta có thể sử dụng cái chức năng text graph này hay là graph text để chúng ta giống như là bẻ text để nó ngách, để đảm bảo là cái độ cái text đấy nó sẽ hiển thị vừa đủ trong cái độ rộng của ô đấy. Chúng ta quan sát nhé, khi mình chọn graph text này, đó, cái text này nó sẽ bẻ xuống dưới, mình nhìn thấy không? Nó sẽ bẻ xuống cái dòng tiếp theo trong cái ô đấy. Đúng không? Thì cái đấy nó gọi là graph text. Đúng không? Đây là không bẻ này, không graph này. Còn đây khi mình graph thì cái text sẽ được hiển thị vừa đủ trong cái độ rộng của cái ô đó thôi. Đúng không? Thế còn nếu mà trong một cái ô tính mà chúng ta muốn xuống dòng thì chúng ta làm bằng cách nào nhỉ? Đây là cái graph text nó khác nhé. So với việc là chúng ta xuống dòng trong một cái ô tính. Nếu mà mình nhấn Enter thì nó sẽ nhảy sang cái kết thúc cái nhập dữ liệu cho cái ô tính đấy, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ nhấn Enter để xuống dòng trong ô tính. Enter này thì mình mới xuống dòng trong một ô tính. Đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa. Ok. Tiếp theo chúng ta nói đến cái việc trộn các cái ô lại với nhau. Thế thì chúng ta sẽ có nút lệnh này. Chúng ta phân biệt chỗ này một chút nha. Khi mà chúng ta click vào nút Merge Cell, nếu mà với cái tùy chọn đầu tiên đó là Merge and Center, có nghĩa là chúng ta sẽ trộn tất cả các ô này vào gì ạ? Căn giữa, đúng không? Merge and Center. Ví dụ đây chúng ta chọn là Merge and Center. Đó, đúng không? Center ở đây là Center theo chiều ngang, đúng chưa? Đấy. Merge and Center. Đấy là cái thứ nhất. Thế còn cái thứ hai, nếu mà chúng ta chọn là Merge Across, có nghĩa là gì? Merge Across có nghĩa là nó trộn theo dòng. Trộn theo dòng thôi. Ví dụ cái vùng ô này chúng ta đang chọn như thế này thì nó sẽ trộn thành mấy dòng? Thành 4 ô. Mỗi một ô nằm trên một dòng, đúng không? Thì nó gọi là Merge Across.
Đấy, phải trộn một cái một người như thế ạ. Đó. Như vậy là trộn này và theo dòng. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là nếu mà chúng ta chọn là Mcell thì sao? Nó trộn các cái ô đấy thôi, còn nó không căn giữa, không center thôi, đúng không? Nó trộn các ô nhưng không căn giữa. Thế còn unmerge cell là khi mà chúng ta đã trộn rồi, chúng ta không muốn trộn nữa thì chúng ta chọn unmerge. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta nói đến cái nhóm number. Nhóm number. À, thế thì vừa rồi chúng ta muốn định dạng các cái ô tính thì chúng ta có thể sử dụng các cái nút lệnh trên các cái thẻ này, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta muốn định dạng có một cái cách khác, chúng ta có thể sử dụng cái hộp thoại format cell để chúng ta định dạng, đúng không ạ? Vừa rồi là chúng ta muốn alignment hay là muốn phông chữ hay là muốn number thì chúng ta đều có thể sử dụng các cái nhóm này. Thế thì một cái cách khác là chúng ta sẽ sử dụng hộp thoại format cell. Thì để mở cái hộp thoại đấy ra, chúng ta có thể mở bằng rất nhiều cách nhá. Có thể click vào mũi tên góc dưới bên phải của nhóm phone này. Đấy, nó cũng mở cho chúng ta hộp thoại format cell, đúng không? Nhưng mà nó mở sẵn cho mình thẻ nào đấy? Thẻ phone, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta click vào mũi tên góc dưới bên phải của nhóm alignment thì sao? Nó sẽ mở hộp thoại format cell nhưng mà mở cho mình cái thẻ alignment, đúng không? Và tương tự như vậy với number này cũng thế. Khi chúng ta mở bằng cái cách đó thì nó sẽ mở cho chúng ta hộp thoại format cell và nó sẽ mở sẵn cho mình cái thẻ đấy, đúng không? Rồi, thế thì trong cái hộp thoại format cell này nó sẽ chứa tất cả các cái nút lệnh có thể thực hiện trong các cái nhóm này, form, alignment, number, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta nói về cái thằng alignment nhá. Thì alignment thì nó sẽ chứa tất cả các nút lệnh trong cái nhóm alignment mà mình vừa mới nói đấy, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn xoay text thì chúng ta có thể xoay cái điểm màu đỏ này này, kéo cái điểm màu đỏ này. Ngoài cái cách này chúng ta sử dụng cái nút text direction ở đây nhá. Thì mình có thể xoay này, chúng ta xem nhé. Chúng ta có thể xoay text bằng cách là kéo cái điểm màu đỏ này được, đúng không? Xoay đi bao nhiêu độ thì bên dưới thì nó sẽ di chuyển tương ứng, tức là hai cái này nó là một thôi. Một đằng là chúng ta kéo cái điểm ở trên cái vùng tròn này, còn một đằng là chúng ta nhận cái giá trị độ ở bên dưới. Hai cái nó giống nhau. Đây, ví dụ chúng ta muốn xoay cái text đi 45 độ chẳng hạn, thì chúng ta kéo cái này hoặc là chúng ta nhập cái số độ vào tại cái ô degree ấy, đúng không? Đấy, như vậy cái text của mình đã xoay đi một góc là 45 độ này. Tương tự như vậy, graphic hay không, swing to fit hay là mcell thì trong cái nhóm này nó sẽ có hết. Chúng ta chuyển về, bây giờ chúng ta sẽ định dạng về cái dữ liệu số nhé. Dữ liệu số ở trong cái thẻ number ấy, bây giờ chúng ta vào cái thẻ number đi. Ở đây là mình đang chọn ba cái dữ liệu số đầu tiên nhé. Chúng ta đang chọn ba cái dữ liệu số đầu tiên này. Chúng ta mở hộp thoại format cell ra. Chúng ta sẽ dừng lại tại cái thẻ đầu tiên, đó là thẻ number. Thế thì nó sẽ có một số các cái category, đây chính là các cái kiểu dữ liệu này. Mặc định, đó là kiểu general, đây là kiểu mặc định. Ngoài ra chúng ta có kiểu number là kiểu số này, currency là kiểu tiền tệ này, accounting là kiểu kế toán, date, time, percentage là phần trăm, present là kiểu phân số, scientific là một số các cái kiểu khoa học, đúng không ạ? Ví dụ như cái dấu phẩy động chẳng hạn. Thế còn cái text này là ký tự dạng văn bản, special là một số các kiểu đặc biệt, một số các kiểu đặc biệt. Ví dụ như là cái mã code chẳng hạn, zip code chẳng hạn, đúng không? Thế còn custom này là những kiểu tùy biến. Đầu tiên chúng ta chọn cái thằng number trước nhé. Number. Rồi. Thế thì với định dạng cái kiểu number thì chúng ta có cái gì? Number. Cái decimal place nó là cái gì đấy? Số ký số của phần thập phân, đúng không? Ví dụ như 3,14 thì đấy là số thập phân. Trong đó 3 là phần nguyên, còn 14 kia là phần thập phân, đúng không? Thế thì tại cái decimal place này là số ký số phần thập phân, chúng ta muốn hiển thị là bao nhiêu ký số phần thập phân. Mặc định nó đang là 2, chúng ta có thể thay đổi đây này, chúng ta nhìn này, nó hiển thị cho mình 2 ký số phần thập phân đây này. Đúng không? Nó minh họa ở đây. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách nhập giá trị vào đây hoặc là sử dụng mũi tên lên xuống. Thế còn nếu mà chúng ta tích vào cái use 1000 separator có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta tích vào đây thì khi đó nó sẽ sử dụng cho chúng ta cái dấu phẩy để ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, tức là thành từng nhóm ba số một ý, đúng không? Đây, ví dụ đây này, dấu phẩy để ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ.
Thế còn bên dưới này nó là cái gì? Negative number là gì? Định dạng cho số âm, đúng không? Số âm có thể định dạng như thế nào? Có dấu trừ đằng trước bình thường, có thể là không có dấu trừ mà thay vào đó là text màu đỏ, có thể là không có dấu trừ text màu đen nhưng đặt ở trong cặp ngoặc tròn, hoặc là không có dấu trừ text màu đỏ cũng được đặt trong cặp ngoặc tròn. Thì đây là những cái cách mà chúng ta định dạng cho số âm. Ví dụ chúng ta sẽ định dạng cho số âm là text màu đỏ được đặt trong cặp ngoặc tròn này. Chúng ta lấy một ký số phần tập phân thôi và sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ. Cả cái thằng symbol này nó sẽ mô tả cho chúng ta một cái ví dụ về cái dữ liệu mà nó sẽ được hiển thị như thế nào để chúng ta nhìn thấy nó minh họa thôi, đúng không? Sau đó chúng ta click vào nút OK. Đấy. Thì đây là kết quả. Số âm của chúng ta bây giờ nó đã không còn dấu trừ đằng trước, thay vào đó nó được đặt trong cặp ngoặc tròn, đúng không? Và chúng ta đã sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, vân vân. Tức là nhóm, nó nhóm thì nhóm ba số một cho chúng ta để chúng ta quan sát cái số đấy cho nó dễ. Tiếp theo, chúng ta lại mở hộp thoại format cell ra. Chúng ta sẽ nói về cái thằng currency nhé, là tiền tệ, đơn vị tiền tệ. Thế thì currency nó có giống như number vừa rồi không? Nó cũng giống đúng không? Nó cũng có cái gì? Có số ký số phần thập phân này. Nó có negative number này. Nhưng nó có thêm cái gì nữa? Đúng rồi, ký hiệu cho đơn vị tiền tệ. Đúng không? Đấy. Chúng ta nó thấy là nó giống như cái number nhưng nó có thêm cái đơn vị tiền tệ đây. Chúng ta chọn ký hiệu đơn vị tiền tệ là gì? Đúng không? Đấy. Việt Nam đồng thì nó cũng có, đồng cũng có, đúng không? Nó có rất là nhiều cái đơn vị tiền tệ đây. Sau đó chúng ta click vào nút OK. Và chúng ta quan sát đây chính là cái kiểu ở currency nhá. Currency nó có định dạng cho số âm, đúng không? Và cái kiểu đơn vị tiền tệ nó được đặt ở đây. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta thử xem giữa cái thằng currency với cái thằng accounting nó khác nhau như thế nào. Accounting với currency nó khác nhau như thế nào nhỉ? Đây. Với accounting thì chúng ta nhìn thấy nó có định dạng cho số âm không? Không có định dạng cho số âm. Cái cách này là chúng ta đang định dạng cái kiểu currency nhá. Đây là currency này, đúng không? Thế bây giờ chúng ta thử áp dụng cái kiểu accounting để chúng ta xem này. Accounting nó không có định dạng cho số âm, tại vì nó đã quy ước rồi. Với cái kiểu accounting thì cái số âm không có dấu trừ đằng trước mà nó được đặt trong cặp ngoặc tròn. Đấy là quy ước rồi nên là chúng ta không có cái thiết lập cái định dạng cho số âm ở cái accounting này, đúng không? Kiểu kế toán đấy. Rồi chúng ta click vào nút OK. Đó, chúng ta nhìn thấy có khác không? Cái đơn vị tiền tệ bây giờ nó được đặt ở bên gì ạ? Bên lề trái, đúng không? Đấy, và nó không có định dạng cho số âm. Chúng ta không thể thiết lập cho cái thằng negative number và đây là cái quy ước mặc định của nó rồi. Số âm không có dấu trừ đằng trước mà thay vào đó được đặt trong cặp ngoặc tròn. Được không? OK. Thì đấy là một cái ví dụ về định dạng cho cái dữ liệu dạng dạng số. Thế còn với cái date thì sao? Có khi nào mà chúng ta bị nhầm lẫn về dữ liệu dạng date trong Excel không? Rất là nhiều, đúng không? Thậm chí là nhiều khi các cái trung tâm tin học mà người ta làm các chứng chỉ mà cái ngày sinh của học viên là cứ bị loạn hết cả lên, đúng không? Rồi. Tại vì là khi đó chúng ta vẫn chưa nắm được rõ cái cách làm việc với dữ liệu dạng date ở trong Excel nó như thế nào. Thế thì khi mà nhập dữ liệu dạng date trong Excel chúng ta sẽ nhập như thế nào? Ngày trước hay tháng trước? Thường là ngày trước. Thế thì mọi người nhập như thế nào? Đấy là do thói quen thôi. Thế thì chúng ta lưu ý nhé. Khi mà chúng ta làm việc với dữ liệu dạng date trong Excel thì không thể nào mà phụ thuộc vào cái thói quen làm việc của mình được. Mà nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì? Vào cái thiết lập trên cái máy tính mà chúng ta đang ngồi ấy. Đấy, phụ thuộc vào cái máy tính chúng ta đang thiết lập, nó đang ngồi làm việc đây. Ví dụ trên máy tính này, cái dữ liệu dạng date nó đang được hiển thị như thế nào? Tháng, ngày, năm, đúng không? Thế thì khi đó chúng ta phải nhập đúng theo cái quy tắc này, phụ thuộc vào cái máy tính mình ngồi nhá, chứ không phụ thuộc vào thói quen, đúng không? Cái này nó sẽ được thiết lập ở trên cái hộp thoại control panel, đúng không? Chúng ta thiết lập cái dữ liệu dạng date này nó hiển thị như thế nào thì mình sẽ thiết lập tại cái control panel, tức là trên hệ thống. Thế thì khi mà chúng ta nhập dữ liệu thì chúng ta cũng phải tuân theo đúng những cái gì mà chúng ta đang thiết lập trên cái máy tính này,
Đấy. Thế ví dụ như với dữ liệu dạng nét chúng ta quan sát này, nếu mà chúng ta nhập đúng thì chúng ta trên máy tính này chúng ta phải nhập đúng là cái tắc đó là tháng, ngày, năm. Ví dụ chúng ta nhập 10 là tháng, ngày 23, 24 chẳng hạn, đúng không? Sau đó đến năm. Được chưa? Đấy. Thì là ok. Thế nhưng là nếu bây giờ chúng ta nhập này 24 10 202, chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra? Nó có đảo không? Không. Tại sao nó lại kéo về bên kia? Nó định dạng xuống. Đúng rồi. Nó đang, tại vì cái này rõ ràng nó không có cái tháng nào là tháng 24 cả, đúng không? Thì nó đang hiểu cái dữ liệu này, nó đang hiểu là text, đúng không? Và nó căn trái, đúng chưa? Đấy. Thế thì rất may trong trường hợp này là chúng ta phát hiện ra, tại vì nó căn trái và chúng ta phát hiện ngay đây không phải là cái dữ liệu dạng date rồi. Thế nhưng mà nếu chúng ta đang muốn nhập một cái ngày sinh, chúng ta muốn nhập một cái ngày sinh là ngày 24 tháng 10 năm, à không, ví dụ chúng ta muốn nhập ngày sinh là ngày mùng 5 tháng 6 đi, năm 2020, ví dụ như thế này. Chúng ta đang muốn nhập một cái ngày sinh là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020, đúng không? Thế thì nếu mà nhập đúng, chúng ta phải nhập là gì? Ngày sinh là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Nếu nhập đúng thì chúng ta phải nhập là gì? 6 5 2020, đúng không? Chúng ta phải nhập đúng như thế này. Nhưng mà nếu mà mình nhập sai 5 6 2020, nó có báo lỗi cho mình không? Không. Không báo lỗi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đã bị nhầm lẫn giữa gì rồi? Ngày với tháng rồi, đúng không? Đấy. Thế thì nhớ là khi mà chúng ta làm việc với dữ liệu dạng date trong Excel thì chúng ta phải quan sát xem cái máy tính chúng ta đang ngồi làm việc nó được định dạng dữ liệu dạng date như thế nào. Được không ạ? Để chúng ta nhập cho đúng. Đấy. Nhưng khi chúng ta nhập thì nhập đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà một cái cột mà cột ngày sinh, một cái danh sách mà chúng ta nhập cái cột ngày sinh mà chúng ta lại để hiển thị là tháng trước thì ngày sau thì ông sếp ông đổi việc luôn, đúng không? Thế thì làm thế nào để chúng ta phải định dạng lại? Khi mà nhập thì chúng ta phải nhập đúng, nhưng khi mà định ra, khi mà hiển thị ấy, thì chúng ta vẫn phải muốn hiển thị theo cái cách mà người Việt Nam mình hay dùng, đó là ngày tháng năm, đúng không? Chứ không thể để tháng ngày năm như thế này được. Thế thì chúng ta thiết lập thôi, đúng không? Ví dụ nhá. Ví dụ chúng ta có một cái cột ngày tháng năm như thế này, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta muốn định dạng nó theo cái kiểu là ngày tháng năm chứ không để là tháng ngày năm như thế này, thì chúng ta sẽ chọn cái vùng ô mình muốn định dạng và mở cái hộp thoại format cell ra. Tại hộp thoại này chúng ta sẽ chọn là gì? Chọn là date. Chúng ta quan sát xem trong cái này có cái nào theo cái kiểu là ngày tháng năm không? Trong cái type này có cái nào là theo kiểu ngày tháng năm không? Có không? Hiện nay nó đang để cái locate, cái location này nó đang là index, đúng không? Thì trong này chúng ta sẽ không nhìn thấy cái nào theo cái kiểu của mình đâu. Ngày tháng năm không có đâu. Đúng rồi. Thế thì chúng ta có thể thiết lập tại cái gì ạ? Cái locate này chúng ta sẽ chọn là Việt Nam. Vietnamese, đúng không? Thế thì khi đấy chúng ta sẽ nhìn thấy có cái kiểu ngày tháng năm đây này. Đúng không? Ngày tháng năm đây. Được chưa? Đây, ngày tháng năm. Thế thì chúng ta định dạng cái vùng ô này là như thế rồi, đúng không? Mình đã định dạng cái vùng ô này là cái vùng ô định dạng theo cái kiểu ngày tháng năm rồi. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát nhé, khi chúng ta nhập dữ liệu vào đây thì mình vẫn phải nhập đúng, đúng không? Nhập đúng theo cái trên cái control panel này này. Có nghĩa là khi chúng ta nhập vào cái vùng ô này vừa rồi mình vừa thiết lập rồi nhá. Thế bây giờ mình nhập, mình cũng vẫn phải nhập theo đúng cái trên cái control panel nó thiết lập như thế nào mình nhập đúng như vậy. Ví dụ chúng ta sẽ nhập vào một ngày 6 tháng 5. À, ngày tháng 6, ngày 5, năm 2020. Tháng 6 nhé, ngày 5, năm 2020, đúng không? Chúng ta nhập đúng. Thế thì khi chúng ta nhấn Enter, nó sẽ tự động đổi về đúng theo cái định dạng ngày tháng 5. Đó là ngày 5 tháng 6, đúng không? Đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn định dạng theo cái kiểu là hai ký tự dành cho ngày, hai ký tự dành cho tháng và bốn ký tự dành cho năm thì sao? Cái này nó chỉ hiển thị thế này thôi. Theo cái kiểu mà chúng ta chọn nó trong cái location là Vietnamese vừa rồi ấy, thì nó chỉ có cái thằng này thôi, không có theo cái kiểu là hai ký tự dành cho ngày, hai ký tự cho tháng và hai ký tự cho năm, không có, đúng không? Thế thì những cái gì mà nó không có ấy, ở trong cái tùy chọn phía trên thì chúng ta sẽ thiết lập nó tại cái custom cái cuối cùng này, cái tùy biến này, này, đúng không? Thế thì trong cái ô type này chúng ta sẽ gõ này, DD là hai ký tự dành cho
D là viết tắt cho đây ấy, đúng không? Hai ký tự dành cho ngày. Mặc định thì nó hay sử dụng cái ký tự suộc trái như thế này. Thế nếu chúng ta không muốn sử dụng ký tự này, chúng ta muốn sử dụng gạch ngang cũng được. Đúng không? Hay ký tự nào thì tùy mình thôi. À, tiếp theo là đến hai ký tự dành cho tháng là M, viết tắt cho month, đúng không? Và bốn ký tự dành cho năm. I. Đấy. Thì bên trên này nó minh họa chúng ta nhìn thấy này. À, ok. Đấy. Custom. Đó. Hay là bây giờ chúng ta nhập vào tháng 10 này, ngày 12 này, năm 2020. Thì khi chúng ta nhập xong thì nó sẽ định dạng theo đúng cái cách mà chúng ta đã thiết lập. Đúng không? Ngày 12 tháng 10 năm 2020. Okay. Rồi. Tiếp nữa chúng ta nói về một số cái công cụ điền nội dung tự động trong Excel. Nhưng mà trước khi nói về một số cái công cụ điền nội dung tự động ấy, thì chúng ta nói một chút về cái cell style. Chúng ta nhớ ở bên Word nhé, cái gì mình cũng có style đúng không? Text chúng ta có style nằm ở thẻ nào đấy? Với text thì chúng ta có style nằm ở thẻ nào? Thẻ home. Bảng chúng ta có style không? Table mình còn có style không? Có, chúng ta có table style. Picture thì mình lại có picture style, đúng không? Rồi shape chúng ta cũng có shape style. Smart Art mình có Smart Style. Rồi Word Art chúng ta có Word Art Style. Tóm lại là đối tượng nào mình cũng sẽ có style, đúng không ạ? Thế thì trong Excel này cũng thế. Các cái ô tính. Thế bình thường chúng ta có thể định dạng cho cái ô này là màu gì, text màu gì, rồi cái đổ màu cho nó là gì, có được không? Được. Thì chúng ta mở thoại format Excel ra, đúng không? Chúng ta muốn định dạng phông chữ cho nó là gì, màu chữ là gì thì chúng ta thiết lập ở đây, đúng không ạ? Rồi, rồi chúng ta cũng có thể thiết lập cái tô màu cho nó. Thì chúng ta thiết lập tại thẻ nào? Đổ màu nền cho nó ấy. Thì chúng ta thiết lập ở thẻ nào? Number này, dữ liệu này, kiểu số các thứ này. Alignment là căn chỉnh này, phông là border là đường viền. Đường viền cho ô. Thế còn chúng ta muốn tô màu thì chúng ta sử dụng thẻ nào đây? Thẻ fill, đúng không? Đây, đây ví dụ như thế này. Chúng ta hoàn toàn có thể định dạng cho cái ô tính đấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà đôi khi chúng ta có thể sử dụng những cái định dạng có sẵn rồi cho ô tính, thì đấy chính là các cái cell style này. Đây là các cái cell style nó định dạng sẵn rồi, chúng ta có thể sử dụng luôn những cái style này, đúng không? Thì chúng ta muốn áp dụng cái style nào cho ô thì chúng ta sẽ chọn cái style đấy thôi, đúng không? Thì đây nó gọi là các cái cell style, là các cái style cho các cái ô tính, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể sử dụng nhanh các cái style có sẵn này. Hoặc là nếu chúng ta muốn tùy biến theo cách của mình thì chúng ta sử dụng hộp thoại form Excel. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái sheet mới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một số cái công cụ điền nội dung tự động. Để tạo thêm một sheet mới thì chúng ta click vào cái biểu tượng dấu cộng này thôi cho nó nhanh. Có nhiều cách đúng không? Đây là cái cách nhanh nhất. Trong Excel nó sẽ có một cái công cụ chúng ta gọi đấy là cái công cụ điền nội dung tự động, hay nó gọi là cái autofill hay là fill hands. Chúng ta có hay sử dụng cái công cụ này không? Ví dụ như chúng ta hay có một cái cột số thứ tự ấy, thì chúng ta có thể tạo một cách tự động, đúng không? Nào ví dụ nhé. Chúng ta có một cột số thứ tự này. Thì thường nhé, cái tiêu đề này mình sẽ sử dụng một cái style khác so với vùng bên dưới, vùng nội dung bên dưới, đúng không? Thế thì để cho nó dễ nhìn này, chúng ta sẽ áp dụng cái style cho cái ô tiêu đề này một cái style nào đó nhé. Ví dụ đây là style cho tiêu đề này, đúng không? Chúng ta áp dụng thôi, áp dụng style thôi. Đây là style cho phần nội dung, chúng ta áp dụng một cái style khác, đúng không ạ? Chúng ta áp dụng thường thì là cái tiêu đề mình sẽ sử dụng một cái style khác so với cái phần nội dung. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ điền nội dung tự động cho cái cột số thứ tự này nhé. Thế thì để điền số thứ tự tự động này, chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nhập hai cái số đầu tiên, hai cái ô đầu tiên trong cái số thứ tự này.
chúng ta có thể bắt đầu từ một cái số bất kỳ, đúng không? Ví dụ như từ 1 và 2 chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhập số thứ tự cho hai cái ô đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ chọn hai cái ô mà mình đã nhập ý. Đó. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn hai cái ô mà mình đã nhập này. Sau đó đặt con trỏ góc dưới bên phải của cái vùng ô mình đã chọn nhé. Đây. Khi nào thấy con trỏ chuột xuất hiện những cái dấu cộng màu đen này, thì chúng ta sẽ kéo chuột trái, nhấn giữ chuột trái kéo tới vị trí đích, sau đó mình thả ra. Đúng không ạ? Đây là cách thứ nhất nhé. Chúng ta sẽ nhập hai cái số đầu tiên trong cái số thứ tự đấy, đặt chọn hai vùng ô này, sau đó kéo chuột trái tới vị trí đích, sau đó thả ra. Đúng không? Ok. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể tạo cái cột số thứ tự tiếp theo để chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta lại nhớ lại một chút ở trong Word nhé. Khi chúng ta nhấn Enter xuống đoạn tiếp theo thì điều gì sẽ xảy ra với cái đoạn tiếp theo đấy nhỉ? Khi mình nhấn Enter trong Word ấy, thì mặc định cái dòng kế tiếp ấy, nó sẽ sao chép định dạng của dòng trên. Còn nhớ chúng ta thiết lập cái điểm tab không? Khi mà mình nhấn Enter, dòng trên có bao nhiêu tab thì bên dưới nó cũng sẽ có bấy nhiêu tab, đúng không? Tức là mặc định nó sẽ sao chép định dạng của dòng trên xuống dòng dưới, hay là đoạn trên xuống đoạn dưới, chính xác là đoạn, đúng không? Thế thì trong Excel này cũng vậy. Thế nếu bây giờ mình mà muốn có một cái cột số thứ tự thứ hai thì chúng ta hoàn toàn có thể nhập như thế này, nhưng mà khi đấy chúng ta lại phải làm gì? Lại phải định dạng, đúng không? Số thứ tự, cột ô số thứ tự là định dạng nào, rồi cái vùng nội dung bên dưới mình sử dụng cái định dạng nào. Khi đấy chúng ta lại phải làm như thế, đúng không? Thế thì trong Excel ấy, khi mà chúng ta chèn một cột thì mặc định cái cột được chèn nó sẽ ở bên trái cột chúng ta đang chọn và nó sẽ sử dụng định dạng của cột bên trái đấy. Ví dụ nhá, khi mà chúng ta click chuyển phải lên cột B này, chúng ta chọn Insert thì nó sẽ chèn cho chúng ta một cột mới và cái cột mới này có định dạng giống như cột A. Nó nhìn thấy không? Đó, được không? Và tương tự như vậy với dòng cũng thế nhá. Khi chúng ta insert một dòng thì nó sẽ sử dụng định dạng của dòng gì? Dòng bên gì? Bên trên. Bên trên dòng đang chọn. Nhá. Ví dụ ở đây mình sử dụng rõ một cái định dạng khác thì chúng ta nhìn thấy rõ luôn này. Thằng này chúng ta sử dụng một cái định dạng khác đi. Đúng không? Thế thì khi mà chúng ta click insert ở đây thì cái dòng được chèn ý, nó sẽ có định dạng giống như dòng là màu vàng hay là màu cam. Màu gì? Mình đang chọn cái dòng 14 nhá. Đây nhìn này. Click chuyển phải lên dòng 14 này. Insert. Nguyên tắc ở trong Excel đó là khi chúng ta chèn dòng thì nó sẽ chèn ở dòng phía trên dòng đang chọn. Và cột sẽ là cột bên trái cột đang chọn. Trên và trái. Đúng không? Thế thì bây giờ khi mà mình insert như thế này, chúng ta quan sát xem nó sẽ có định dạng của cái dòng là màu gì? Màu vàng. Giống như lúc nãy chúng ta insert một cột thì nó áp dụng định dạng của cột bên trái, đúng không? Thì bây giờ insert một dòng thì nó sẽ sử dụng định dạng của dòng gì? Bên trên. Được chưa? Ví dụ như thế nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có cột số thứ tự thứ hai này. Vừa rồi chúng ta đã tạo một số thứ tự bằng cách là chúng ta sẽ nhập hai cái ô số thứ tự đầu tiên, đúng không? Rồi, bây giờ cái cách thứ hai chúng ta có thể làm là chúng ta chỉ nhập một cái số thứ tự đầu tiên thôi. Ví dụ số thứ tự là 7 đi chẳng hạn, bất kỳ số nào cũng được. Được không? Nhập một ô thôi. Đặt con trỏ vào cái ô mình đã nhập này. Đúng rồi. Giống như cái lúc nãy chúng ta kéo, nhưng mà trong quá trình kéo đấy mình phải gì? Đây chúng ta nhìn này, khi chúng ta phải nhấn giữ phím Ctrl nhé. Thì bây giờ cái biểu tượng có phải là dấu cộng màu đen nữa không? Mà bây giờ nó có thêm một cái dấu cộng nhỏ phía trên nữa đấy, chúng ta nhìn thấy không? Đấy. Khi nào chúng ta thấy xuất hiện cái con trỏ chuột như thế này rồi thì chúng ta kéo chuột trái tới vị trí đích. Thả ra. Đúng không ạ? Thì đây là cái cách thứ hai chúng ta có thể tạo số thứ tự tự động. Rồi. Tiếp theo chúng ta lại insert tiếp một cột nữa nhé. Cột này sẽ là cột chúng ta sẽ tạo ra một chuỗi ký tự tự động. Chuỗi ký tự. Ví dụ ở đây chúng ta đang muốn tạo ra một cái cột mã sinh viên. Thường thì cái chuỗi ký tự tự động này nó sẽ phải có một cái quy tắc nào đó, đúng không? Ví dụ như chúng ta đang muốn tạo ra một cái cột ví dụ như là mã nhân viên hay là mã sinh viên hay là mã hàng. Ví dụ như vậy thường nó sẽ có một cái quy tắc nhất định, đúng không?
Ví dụ như chúng ta đang tạo một cái cột là cột mã sinh viên đi, thì mã sinh viên nó sẽ có quy tắc, ví dụ như CQ2022, chính quy 2022 chẳng hạn. Sau đó đằng sau nó sẽ là 0001, ví dụ như này, đúng không? Ví dụ đây là một chuỗi ký tự, và nếu chúng ta muốn tạo ra một cái chuỗi ký tự tự động thì chúng ta sẽ nhập một chuỗi ký tự đầu tiên thôi, sau đó là kéo chuột trái tới vị trí đích thả ra, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái chuỗi ký tự tự động như thế này. Tiếp nữa, chúng ta lại insert một cột nữa nhé. Chúng ta có thể tạo ra một cái cấp số cộng. Cấp số cộng. Thì chúng ta chỉ cần nhập hai cái số đầu tiên trong cái cấp số cộng đấy thôi. Ví dụ như tháng đầu tiên là 5, tháng tiếp theo là 12 chẳng hạn. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ số cộng trong trường hợp này là bằng mấy nhỉ? Hệ số cộng trong trường hợp này là bằng mấy? Bằng 7, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ nhập hai cái số đầu tiên trong cái cấp số cộng đấy, mà mình chọn hai cái ô đấy này, hai ô mình đã nhập ấy. Sau đó đặt con trỏ góc dưới bên phải và kéo chuột trái tới vị trí đích thả ra. Được không? Đấy. Thế thì chúng ta nhớ lại cái cách mà chúng ta tạo cái số thứ tự đầu tiên ấy, nó có phải là một cấp số cộng không? Cái cách mà chúng ta tạo số thứ tự đầu tiên ấy kìa, nó có phải là cấp số cộng không? Có, chính là một cấp số cộng và hệ số cộng là bằng 1 thôi, đúng không? Chúng ta đang sử dụng cái cách cấp số cộng này đấy. Tiếp nữa mình lại insert một cột nữa nhé. Cột này sẽ là cấp số nhân. Nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cấp số nhân thì chúng ta cũng sẽ nhập hai cái số đầu tiên trong cái cấp số nhân đấy. Ví dụ như là 6 và 18 đi chẳng hạn. Trong trường hợp này thì hệ số nhân bằng mấy nhỉ? 3, đúng không? Hệ số nhân bằng 3 đấy, buồn buồn. Đúng không? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ cũng vẫn chọn hai cái ô mà chúng ta đã nhập này. Rồi. Nhưng từ nãy đến giờ chúng ta đều kéo chuột trái đúng không? Kéo chuột trái hết. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ kéo chuột phải nhá. Đặt con trỏ ở bên dưới cái vùng ô mình đã chọn này. Bây giờ mình sẽ kéo chuột phải nhá. Kéo chuột phải tới vị trí đích, sau đó chúng ta thả ra. Đấy. Thế thì khi này nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái menu như thế này. Đúng không? Nếu mà chúng ta chọn là Nanny Chain thì chính là cái giống như chúng ta kéo chuột trái lúc nãy, nó chính là một cấp số cộng. Còn nếu chúng ta muốn tạo ra cái cấp số nhân thì chúng ta chọn gì? Grow Chain để tạo ra cấp số nhân. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cấp số nhân. Đúng không? Ờ, ok. Chúng ta kéo chuột phải. Kéo chuột phải tới vị trí đích thả ra. Từ nãy giờ mình đều kéo chuột trái đúng không? Thì bây giờ chúng ta kéo chuột phải. Được chưa? Rồi. Tiếp nữa, chúng ta sẽ tạo một cái nó làm ngày tăng dần đi. Để tạo ngày tăng dần ý, thì chúng ta sẽ nhập một cái ô date nhá, một cái ô date, một cái date bất kỳ. Ví dụ chúng ta nhập là ngày tháng 10, ngày 24 đi, năm 2022. Đúng không? Chúng ta nhập một cái ngày tháng bất kỳ. Và để cho nó đẹp ý, thì tốt nhất là chúng ta định dạng lại cái ngày này nhé. Định dạng lại cái cột này. À, chúng ta sẽ để cho nó đẹp thôi. Chúng ta nhập đúng theo quy tắc trên Control Panel, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ định dạng lại cái vùng này theo đúng dữ liệu dạng date ngày tháng năm đi. Chúng ta sẽ định dạng nhé. Định dạng cái vùng ô của cái cột ngày này là dạng chúng ta sẽ chọn custom chẳng hạn nhé. Hoặc là chúng ta chọn date và chọn cái ngày tháng năm gì tùy. Ví dụ ở đây chúng ta định dạng là DD, MM, III. Đúng không? Tại cái custom. Chúng ta sẽ định dạng nó tại cái custom này, này. Theo cái kiểu là ngày, hai ký tự cho ngày, hai ký tự cho tháng và hai ký tự cho năm. Định dạng cho nó đẹp thôi. Còn khi nhập thì chúng ta vẫn phải nhập đúng. Được không ạ? Ok. Xong chưa? Rồi. Nó đã hiển thị đúng rồi đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta muốn có một cái cột ngày tăng dần ý, thì chúng ta chỉ việc nhập cái ngày đầu tiên, sau đó đặt con trỏ góc dưới bên phải và gì? Kéo xuống thôi. Thì chúng ta sẽ được ngày tăng dần. Đúng không? Đấy. Kéo xuống để chúng ta được ngày tăng dần. Tiếp theo, chúng ta muốn tháng tăng dần thì sao? Chúng ta lại insert thêm một cột nữa nhé. Insert một cột nữa này. Ở đây chúng ta sẽ đặt là tháng tăng dần. Thì chúng ta cũng nhập một cái dữ liệu dạng date. Chúng ta bây giờ chúng ta có cần phải định dạng lại cái
cột tháng này không? Tại vì mặc định nó đã lấy định dạng của cột bên trái rồi, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhập một cái dữ liệu dạng date thôi. Và mình nhấn Enter. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cái tháng tăng dần ý, thì chúng ta chỉ việc gì nhỉ? Kéo chuột phải tới vị trí đích nhá. Từ nãy giờ mình kéo chuột trái thì bây giờ chúng ta kéo chuột phải này. Và tại đây chúng ta chọn phin gì? Phin month. Phin month để chúng ta điền tháng tăng dần. Đây, phin month. Tháng 10, tháng 11, 12 vân vân. Đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta chọn là phin year thì nó sẽ điền gì? Năm. Điền năm tăng dần. Đúng không? Còn nếu mà chúng ta chọn phin weekday thì sao? Phin weekday. Phin weekday thì sao nhỉ? Đúng rồi. Ngày trong tuần. Tức là nó sẽ bỏ qua ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhá. Nó sẽ bỏ qua ngày thứ bảy chủ nhật. Nếu chúng ta chọn phin weekday này, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ điền cho chúng ta ngày trong tuần tăng dần. Ví dụ chúng ta không nhìn thấy ngày bao nhiêu? 29, 30 tại vì nó rơi vào thứ bảy chủ nhật. Đúng không? Hay là mùng 5, mùng 6, tháng 11 mình cũng không thấy có. Tại vì nó rơi vào thứ bảy chủ nhật. Đúng không? Được không? Đây là mình đang phin weekday. Phin weekday là ngày trong tuần. Đúng không? Tức là nó sẽ bỏ qua ngày thứ bảy chủ nhật. Ok. Rồi. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô. Có khi nào chúng ta phải nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô không? Có khi chúng ta sẽ nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô, đúng không? Ví dụ như trong cái cột giới tính chẳng hạn, nhiều người có giới tính là nam và nhiều người có giới tính là nữ. Thế thì thay vì chúng ta sẽ nhập cho từng người một, thì chúng ta có thể nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô. Thế thì để nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô, thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn những cái ô mà chúng ta nhập dữ liệu giống nhau cho nó. Đúng không? Có thể là các ô rời rạc, có thể là các ô liên tục. Đúng không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn những ô mà chúng ta muốn nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nó. Sau đó chúng ta thả chuột ra thôi. Đúng không? Và chúng ta nhập dữ liệu. Dữ liệu này có thể là một cái dữ liệu bất kỳ mà chúng ta đã nói ở cái phần trên, có thể là một cái dữ liệu bất kỳ, có thể là text, có thể là số, có thể là logic, có thể là một công thức. Có điều khi kết thúc nhập thì bình thường là chúng ta nhấn gì? Enter. Thì để nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô, kết thúc nhập chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím Control Enter. Ví dụ nhé, chúng ta nhập nó là một số đi, 2020 chẳng hạn, được không ạ? Và kết thúc nhập thì chúng ta nhấn tổ hợp phím Control Enter thì nó sẽ nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nhiều ô. Được chưa? Em đầu tiên là em sẽ chọn những cái ô rời ra, những cái ô mình cần nhập dữ liệu giống nhau đồng thời cho nó này. Nhập xong thì nhấn Control Enter thôi. Bình thường là nhấn Enter nhưng ở đây mình sẽ nhấn Control Enter đồng thời. Nhập vào một cái dữ liệu bất kỳ, dữ liệu gì cũng được. Thả ra, thả chuột ra bình thường. Thả chuột xong rồi nhập bình thường, đừng kích vào đâu. Mà nhập như bình thường. Nhập bình thường thôi, thả chuột ra và nhập bình thường. À. Được không? Rồi. Tiếp theo, có khi nào chúng ta phải tách cái cột, chúng ta có một cột họ và tên và chúng ta cần phải tách tên ra không? Ví dụ nhá, là chúng ta có một cái cột họ và tên, nếu mà chúng ta sắp xếp cái danh sách đấy theo họ và tên ý, thì nó sẽ sắp theo cái gì? Alphabet có nghĩa là nó sẽ sắp theo cái ký tự đầu tiên và thực chất là nó sắp theo họ, đúng không? Đấy. Thế thì đôi khi chúng ta cần phải sắp xếp một cái danh sách và chúng ta có thể cần phải tách ra tên chẳng hạn. Thế thì trong cái Excel nó có một cái để chúng ta có thể tách tên rất là nhanh, nó gọi là flash fill. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ nhập vào một cái cột họ và tên đi. Ví dụ mình có một cái cột, chúng ta tạo một sheet mới này. Sheet mới. Chúng ta có một cái cột là cột họ và tên. Được không? Đấy. Chúng ta nhập một số họ và tên bất kỳ thôi. Có thể là định dạng cho nó đẹp nếu muốn. Còn nếu không thì bỏ qua. Đây.
Ví dụ chúng ta nhập các cái họ và tên bất kỳ nhá. Trần Thu Hà. Trần Cao Hồng Nhung. Chúng ta sẽ nhập một vài cái họ tên vào đây chẳng hạn nhá. Ok, thế thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ cần tách ra một cái cột là cột tên thôi chẳng hạn, đúng không? Mình cần có cột tên, hay là chúng ta có thể insert luôn cho nó nhanh cũng được, đúng không? Mình cần tách ra tên này, được chưa? Tên. Cái đôi này mà không đi học thì buồn lắm. Được chưa? Người ta vừa mới cưới xong, người ta đang trong cái tôi gọi là cái tuần trăng mật, tháng trăng mật, nên là cuộc đời vẫn đang tươi lắm. Đúng không? Ok, thế thì nếu mà chúng ta muốn tách tên chẳng hạn nhá, thì chúng ta chỉ cần nhập một cái tên đầu tiên thôi. Ví dụ đây là Hà đúng không? Tương ứng là Hà, được không? Rồi, sau đó chúng ta có thể là gì? Chúng ta sẽ, ví dụ như mình có thể kéo chuột phải tới vị trí đích này. Sau đó chúng ta chọn cái gì đây? Plus pin nhá. Plus pin. Đúng không? Đây, chúng ta nhìn thấy nó đã tách cho mình tên chưa? Nhập một cái tên đầu tiên thôi. Sau đó chúng ta kéo chuột, đặt con trỏ tại cái ô mình đã nhận này. Kéo chuột phải tới vị trí đích. Sau đó chúng ta chọn là gì ạ? Plus pin. Đúng không? Plus pin. Thì nó sẽ tách cho chúng ta tên. Đúng không? Và tương tự như vậy, nếu mà mình muốn tách họ ấy, thì chúng ta cũng chỉ cần gì ạ? Nhập cái họ đầu tiên thôi. Trần. Đúng không? Ví dụ bây giờ mình chỉ muốn tách họ thôi. Thì mình sẽ nhập cái họ đầu tiên này và kéo chuột phải tới vị trí đích, là chúng ta cũng chọn là plus fit, đúng không? Chúng ta xóa những cái này đi đã nhá, nó đang có tên thì mình xóa đi trước đấy. Chọn kéo chuột phải tới vị trí đích và chúng ta chọn là plus fit, đúng không? Vì nó sẽ tách cho chúng ta họ. Rồi, ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái việc vừa rồi là chúng ta đã nhập sử dụng cái công cụ nó gọi là autofill hay là fillhand điền nội dung tự động ấy, đúng không? Ngoài ra cái cách lúc nãy là chúng ta sẽ kéo chuột, đúng không? Vừa rồi là chúng ta nhập này, chúng ta sẽ kéo chuột phải tới vị trí đích, sau đó chúng ta chọn là plus fill. Thì có một cái cách khác là chúng ta sẽ chọn cái vùng ô này này. Chọn cái vùng ô này. Sau đó vào trong thẻ home nhóm editing này, chúng ta nhìn thấy cái nút plus final, nút final. Đấy. Đây là cũng có một cách khác là chúng ta sẽ chọn là plus final ở đây cũng được. Đúng không? Ok. Rồi, cái cách kia thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái việc là ẩn dòng, ẩn cột. Đúng không? Thì nếu mà chúng ta muốn ẩn cột thì chúng ta sẽ click chuột phải lên cái chỉ số cột mình cần ẩn, sau đó chọn gì? 2. Thì cái việc mà mình ẩn cột này ý, thực chất của nó là gì nhỉ? Đây chúng ta đang nhìn thấy cái cột D nó đang bị ẩn, đúng không? Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái dấu hiệu nó có cột ẩn này. Cái chỗ này nó khác, đúng không? Thì thực chất của cái việc là ẩn cái cột này này là chúng ta sẽ thiết lập cái cột đấy có độ rộng bằng 0. Độ rộng của cột là bằng 0. Đúng không? Thế còn bây giờ nếu chúng ta muốn hiển thị cái cột đấy thì có nhiều cách. Cách thứ nhất là chúng ta đặt con trỏ ở cái đường kẻ này này, cái đường ngăn cách giữa hai cái cột mà mình đang ẩn này, kéo ra thôi. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta làm như nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn cái cột trước và cột sau nó, đúng không? Sau đó chúng ta chọn gì? Ngăn 2.
Được không ạ? Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn ẩn dòng ấy, thì chúng ta sẽ chọn dòng hoặc là chọn những dòng mình muốn ẩn. Đúng không ạ? Và mình click chuột phải, sau đó chọn gì? Hai. Đó. Thì với cái việc mà chúng ta ẩn dòng này này, thì có nghĩa là người ta sẽ thiết lập cái độ cao của dòng đấy về không, đúng không? Ẩn cột thì thiết lập độ rộng của cột về không, còn ẩn dòng thì chúng ta sẽ thiết lập cái độ cao của dòng về không. Thế thì nếu mà chúng ta muốn thiết lập cái độ cao, độ rộng của dòng, độ cột thì chúng ta sẽ thiết lập ở đâu nhỉ? Ngoài cái cách này chúng ta kéo như thế này thì nó sẽ không phải là một cái con số chính xác, đúng không? Đây, mình kéo như thế này, mình có thể thay đổi độ rộng của cột này, hay là độ cao của dòng thì chúng ta có thể kéo thả như vậy. Đúng không? Thế thì ngoài ra có một cái cách khác, đó là chúng ta sẽ click vào nút format này này, trong nhóm cell nhé. Thì chúng ta sẽ click vào nút format. Và tại đây khi chúng ta muốn thiết lập độ cao của dòng thì chúng ta sẽ thiết lập tại row height. Đúng không? Thế còn thiết lập độ rộng của cột thì mình sẽ thiết lập tại cái column width. Đúng không ạ? Rồi. Thế còn tiếp theo chúng ta nói về cái việc mà chúng ta sẽ chèn dòng hay là chèn cột thì chúng ta nói rồi đúng không? Khi chúng ta chèn cả dòng, chèn cả cột thì nguyên tắc của nó luôn luôn là chèn cái cột bên trái cột đang chọn và chèn dòng phía trên dòng đang chọn. Còn nếu chúng ta muốn chèn ô thì sao? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta muốn chèn ô ấy, ngoài cái cách là chúng ta chèn dòng, chèn cột thì chúng ta có thể chèn ô đúng không? Chúng ta có thể click vào nút insert này. Nếu chèn dòng, chèn cột thì chúng ta đã làm quen rồi đúng không? Thế nếu mà insert sheet row có nghĩa là chúng ta sẽ chèn cả dòng, hay là chúng ta muốn chèn cả cột thì chúng ta chọn là insert sheet column đúng không? Thế nếu mà chúng ta muốn chèn ô thì chúng ta sẽ chọn gì? Cell. Insert cell. Đấy. Thế thì giống như trong Word chúng ta còn nhớ không? Trong Word chúng ta khi mà chúng ta chèn ô trong một bảng ấy thì nó cũng sẽ có các cái tùy chọn ở đây là gì nhỉ? Shift cell right. Có nghĩa là khi chúng ta chèn một cái ô vào đây và chúng ta chọn là shift cell right thì những cái ô, các cái ô này nó sẽ bị dịch sang gì? Dịch sang phải. Đúng không? Ví dụ nhé. Chúng ta chọn này, chúng ta quan sát này. Nếu chúng ta muốn chèn một cái ô ở đây thì các cái ô nó sẽ dịch sang phải thì chúng ta sẽ chọn là shift cell right. Chúng ta nhìn thấy không? Các ô sẽ dịch sang bên phải. Đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta chọn là shift cell down thì có nghĩa là gì? Các ô sẽ dịch xuống bên dưới, đúng không? Shift cell down. Các cái ô sẽ dịch xuống bên dưới một ô. Đấy, đúng không? Để nó dành lên cái vị trí để mình chèn cái ô mới. Đúng không? Và tương tự như vậy, khi chúng ta xóa một ô thì nó cũng thế thôi. Khi chúng ta chọn delete cell, nếu mà xóa cả dòng, cả cột thì chúng ta không nói rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn xóa một ô thì chúng ta có thể click vào nút delete hoặc là click chuột phải cũng được, đúng không? Và mình chọn là delete. Thế thì khi mà xóa thì nó lại có hai tùy chọn. Ngoài là xóa cả dòng, ngoài việc xóa cả cột thì nó có thêm hai cái tùy chọn nữa. Lúc nãy là shift cell gì? Khi chúng ta insert thì nó sẽ là shift cell right hay là shift cell down. Thì khi chúng ta xóa một ô thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Shift cell left. Có nghĩa là các ô sẽ dịch sang bên trái một ô. Đúng không? Hay là shift cell up, các ô sẽ dịch lên trên. Đúng không? Ví dụ ở đây mình chọn là shift cell up chẳng hạn thì các ô nó sẽ dịch lên trên, 9 dịch lên đây, 26 dịch lên đây một ô. Đúng không? Rồi. Đấy là việc mà chúng ta chèn dòng, chèn cột, xóa dòng, xóa cột hay là chèn ô, xóa ô. Ngoài ra chúng ta có thể chèn gì nữa? Ngoài cái việc mà chúng ta insert một sheet thì chúng ta sẽ click vào cái nút dấu cộng này này, cái biểu tượng dấu cộng này để chúng ta chèn một sheet mới thì chúng ta có thể click vào insert sheet ở đây. Đúng không? Và tương tự như vậy, xóa thì chúng ta muốn xóa một sheet thì chúng ta sẽ click chuột phải lên cái sheet đấy và chọn delete, đúng không, để xóa sheet. Hoặc là chúng ta có thể click vào nút delete ở đây, chúng ta cũng có thể xóa cái sheet đi. Rồi. Ok. Tiếp theo là chúng ta có thể ẩn sheet. Vừa rồi là chúng ta ẩn dòng, ẩn cột, đúng không? Thế thì đôi khi chúng ta có muốn là chúng ta sẽ ẩn sheet để người dùng không nhìn thấy cái sheet đấy chẳng hạn. Đúng không? Thế thì để ẩn sheet, chúng ta sẽ click chuột phải lên cái sheet đấy và chọn gì ạ? Hai. Đúng không? Thế thì cái sheet 2 nó đã bị ẩn rồi. Và nếu mà chúng ta muốn hiển thị sheet thì chúng ta sẽ click chuột phải lên cái sheet đấy và chúng ta chọn gì? Trên một cái sheet bất kỳ ấy. Một cái sheet bất kỳ nhá. Sau đó chúng ta chọn unhide.
thì cái cửa một cái hộp thoại là ăn hai nó sẽ hiển thị. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ ẩn có một switch thì một switch nó hiển thị ở đây. Thế còn nếu mà mình đang ẩn nhiều switch thì các cái switch đấy nó sẽ nằm ở đây. Đúng không? Thế thì chúng ta muốn hiển thị switch nào, chúng ta sẽ chọn switch đấy và chọn gì? Ok, đúng không? Ví dụ chúng ta hiển thị lại cái switch 2 này. Ok. Về sau thì chúng ta sẽ, ví dụ như ở đây là chúng ta có thể hiển thị lại cái switch đã bị ẩn, đúng không? Nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta muốn khóa hẳn, không cho phép cái người dùng có thể thay đổi cấu trúc của sổ tính, có nghĩa là người ta sẽ không thể nào mà hiển thị những cái switch mình đã ẩn, đúng không? Chúng ta có thể khóa. Về sau chúng ta sẽ nói về cái việc bảo vệ cấu trúc của sổ tính, rồi bảo vệ các cái ô tính. Thế thì chúng ta sẽ nói sau nhá. Cái phần đấy là liên quan đến việc bảo vệ ô tính, bảo vệ sổ tính, cấu trúc của sổ tính. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ thêm một switch mới. Rồi, thế thì chúng ta muốn đổi tên cho switch. Các cái pin có xem còn bao nhiêu lâu nào. Bây giờ nó đang ngắt luôn, để xem. Còn 19% chắc là đủ đấy. Bây giờ nhá, chúng ta muốn đổi tên switch thì bình thường chúng ta có thể click chuột phải lên tên switch đấy và chúng ta chọn gì? Rename, đúng không? Hoặc là nhanh hơn thì chúng ta sẽ click đúp chuột vào cái tên switch đấy, chúng ta nhập tên switch là dữ liệu một chẳng hạn. Đúng không? Dữ liệu một, đúng không? Đây là cái cách để đổi tên switch này. Đó, click đúp chuột sau đó gõ tên mới không? Test, đúng không? Hay là đây là data chẳng hạn. Đấy. Đây là chúng ta đã đổi tên các cái switch rồi. Thế thì ngoài ra chúng ta có thể thiết lập cái switch tab colors. Hiện nay là mặc định là các cái switch có màu là giống nhau, đúng không? Switch tab, cái này nó gọi là switch tab này. Thế thì chúng ta có thể đổi màu cho switch tab. Chúng ta sẽ click vào nút tab colors. Và nhớ là chúng ta còn phân biệt được hai cái màu là theme color với standard color này không nhỉ? Còn nhớ phân biệt hai cái nhóm màu này không? Còn nhớ không? Trong Word ấy, nó cũng tương tự ấy. Thế thì nếu mà chúng ta chọn một cái standard color ấy, nó là một cái màu chuẩn, thì nó không thay đổi khi chúng ta chọn một cái theme mới, một cái chủ đề mới. Đúng không? Đây này, chúng ta sẽ có cái thẻ design này. Chúng ta sẽ có cái theme này là các chủ đề, đúng không? Trong Word chúng ta nói rồi đấy, bên này nó cũng sẽ có các chủ đề. Thế thì ví dụ nhá, ở đây chúng ta chọn một cái tab colors là một cái màu, một cái standard color này đi, đúng không? Ví dụ như mình chọn là một cái màu xanh này đi chẳng hạn, đúng không? Thằng test này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái màu là màu theo theme color nhá, màu theo chủ đề. Đấy, chúng ta xem này, ví dụ như ở đây chúng ta chọn một cái màu theo chủ đề là một cái màu vàng đấy đi. Thằng data này chúng ta sẽ sử dụng một cái màu cũng là theme color nhá, là một cái màu xanh lá này đi chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, thế thì vừa rồi ở đây chúng ta đang thấy là cái thằng dữ liệu này thì chúng ta sử dụng một cái standard color, đúng không? Mình đã sử dụng cái thằng này là một cái standard color này, ví dụ như màu đỏ này chẳng hạn, standard color nhá. Thế còn hai cái sheet còn lại thì chúng ta đang sử dụng gì, hai gì nhỉ? Hai cái theme color, hai cái màu theo chủ đề, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta quan sát này, khi chúng ta sử dụng một cái theme khác, một cái chủ đề khác, giống như trong Word thì chúng ta vào cái thẻ page layout và click vào nút theme, đúng không? Thì giả sử đây chúng ta chọn một cái chủ đề khác thì chúng ta xem nhá, khi chúng ta chọn cái chủ đề khác này, chúng ta có nhìn thấy không, cái thằng màu này nó có thay đổi không? Không, nhưng hai cái màu còn lại thì nó đã thay đổi phụ thuộc vào cái chủ đề chúng ta chọn, đúng không? Đây này, cái tab colors này, hai thằng này thì chúng ta đang sử dụng một cái theme colors, đúng không? Một cái theme colors. Thế còn cái thằng đầu tiên này thì chúng ta sử dụng là cái standard color, đúng không? Thì khi mà chúng ta sử dụng cái standard color này thì khi chúng ta sử chọn một cái theme khác, màu nó không đổi, nó là cố định rồi, tại vì màu chuẩn. Thế còn hai cái thằng này thì nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái theme mà mình chọn là gì, thì màu này nó sẽ thay đổi. Đây, ví dụ bây giờ chúng ta chọn cái theme khác, cái theme khác, chúng ta cũng sẽ thấy hai cái màu này nó thay đổi chưa? Đây, hay là mình chọn cái theme này đi,
nó cũng sẽ thay đổi theo. Thế còn thằng này nó không được. Rồi, đấy là chúng ta đã thiết lập cái tab colors là màu cho sheet tab. Tiếp theo là chúng ta có thể di chuyển, có thể sao chép, có thể di chuyển các cái sheet. Thế thì để di chuyển chúng ta sẽ làm như nào? Nếu chỉ di chuyển trong phạm vi của cái book này thôi, cái file này thôi, thì chúng ta chỉ có thể di chuyển cách đơn giản, đó là gì? Kéo thả, đúng không? Kéo thả. Kéo thả để di chuyển các cái sheet. Nếu trong phạm vi của một book. Thế còn nếu chúng ta muốn di chuyển sang một book khác thì sao? Thì khi đấy chúng ta không thể kéo thả được, đúng không? Mà khi đấy chúng ta buộc phải gì? Click chuột phải lên nó và chọn gì? Move or copy, đúng không? Đấy. Thế thì bên trên này chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đúng rồi. Mặc định nó là đang gì nhỉ? Trong cái book hiện thời, đúng không? Trong cái book hiện thời đây này. Nó sẽ hiển thị, mặc định nó sẽ chọn luôn cái book hiện thời. Tại cái to book này, nó sẽ để là book hiện thời. Thế còn nếu chúng ta muốn di chuyển sang một cái book khác, thì vì hiện nay là bây giờ chúng ta chỉ mở một cái book thôi, đúng không? Thì ở đây nó chỉ có mấy được? Cái book hiện thời này. Còn nếu chúng ta muốn sang một book mới thì chúng ta chọn new book. Thế còn nếu mà chúng ta mở thêm một cái file Excel nữa thì sao? Thì cái book đấy nó sẽ hiển thị ở đây để chúng ta chọn, đúng không? Đấy. Thì ví dụ chúng ta muốn di chuyển cái book này, cái sheet này sang một book mới thì chúng ta sẽ chọn là gì? New book, đúng không? Đấy. Và nó sẽ hỏi là chúng ta đặt cái sheet đấy ở vị trí nào? Nó sẽ có ở cái before sheet. Hiện nay nếu mà book mới thì nó chỉ có một sheet thôi mà, thì nó sẽ không có các cái sheet mới ở đây. Ok. Đấy. Thì đây là chúng ta di chuyển sang một cái book mới, được không? Thế còn nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn sao chép thì sao? Là bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ngược lại nhé, cho cái book cái sheet này trở về cái book lúc nãy đi, di chuyển ngược lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt nó cuối cùng chẳng hạn, chúng ta chọn move to end, đúng không? Ok. Rồi, thế thì cái book này của mình nó đang có 3 sheet. Vừa rồi là chúng ta di chuyển, đúng không? Thế nếu chúng ta muốn sao chép thì sao? Nếu muốn sao chép cái sheet dữ liệu 1 này chẳng hạn thì sao? Thì giống như lúc nãy chúng ta chúng ta di chuyển ý. Có điều là trong quá trình di chuyển thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím gì? Phím Control trong quá trình kéo thả. Này, Control này, kéo thả. Thì đây là chúng ta sao chép, đúng không? Giống như di chuyển, nhưng trong quá trình chúng ta di chuyển, chúng ta nhấn giữ thêm phím Control thì nó sẽ là sao chép. Và vì không thể nào mà có hai sheet trùng tên, thế nên nó đã thêm các cái chỉ số ở đây. Được chưa? Ok. Thế vậy nếu mình muốn sao chép sang một book khác thì sao? Thì khi đấy chúng ta buộc phải click chuột phải và chọn gì? Move or copy. Nếu muốn sao chép, vừa rồi là di chuyển, thì chúng ta không click vào cái ô create or copy, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta muốn sao chép thì chúng ta phải tích vào cái ô create or copy. Và copy này thì chúng ta có thể copy trong cùng book hoặc là gì? Copy sang một cái book khác, đúng không? Nó tóm lại là nó tương tự như cái việc di chuyển vừa rồi, nhưng có điều là chúng ta phải tích vào cái ô create or copy, được không ạ? Ok. Nhưng mà cái gì để chúng ta nói luôn, còn tuần buổi sau thì chúng ta sẽ nói về công thức, còn bây giờ chúng ta sẽ chưa nói về các cái công thức và các cái hàm nhé. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái việc chúng ta sẽ bảo vệ cho trang tính của mình nhé. Bảo vệ cấu trúc của sổ tính, bảo vệ trang tính. Ví dụ, mình sẽ xóa bớt một số các cái sheet này đi, hoặc là mình sẽ ẩn nhá. Bây giờ cái này mình sẽ đổi tên cho nó thành data 2 đi. Data 2. Thằng này sẽ là data 3. À, ví dụ như thế, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ ẩn hai cái thằng này đi. Hai đi. Được không ạ? Rồi, chúng ta vừa ẩn hai cái sheet, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ ví dụ như trong một cái trang tính này, chúng ta muốn khóa một số ô nào đó, không cho phép người dùng sửa đổi, thay đổi trong cái vùng ô đấy, được không? Hiện nay là bây giờ là nếu mà chúng ta người dùng hoàn toàn có thể thay đổi, đúng không? Có thể chọn này, có thể thay đổi nội dung của các cái ô tính này.
Thế thì nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn muốn khóa, không cho phép người dùng chọn vào một cái vùng ô nào đấy, thế thì chúng ta sẽ làm gì sau? Chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái trang tính này, click chuột vào cái biểu tượng tam giác giao của chỉ số cột và giao của chỉ số dọc để chúng ta chọn toàn bộ các cái ô tính trong trang tính này, đúng không? Và chúng ta mở cái hộp thoại format cell ra. Mở thoại format cell ra, được không? Rồi. Chúng ta chuyển vào cái thẻ cuối cùng, đó là thẻ protection. Thế thì mặc định chúng ta đang thấy các cái ô này đang là gì? Lock, đang khóa hết. Đúng không? Đang là khóa hết. Thế thì chúng ta sẽ bỏ lock đi. Bỏ lock đi. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ tôi không khóa ô nào cả. Được chưa? Tất cả các ô đều là không khóa. Nhá. Click vào nút OK. Được chưa? Rồi. Thế thì giả sử bây giờ chúng ta muốn là chúng ta sẽ khóa một cái vùng ô nào đó, thì chúng ta sẽ chọn cái vùng ô mình cần khóa. Đây, giả sử đây là những cái ô chúng ta, hay là chúng ta khóa một cột đi cho dễ quan sát nhá. Chúng ta sẽ xóa cái cột và chuỗi ký tự này đi. Khóa cái cột này. Chúng ta sẽ chọn những cái vùng ô mà chúng ta muốn khóa ấy. Đúng không? Giả sử ở đây mình đang khóa cái vùng ô chuỗi ký tự này chẳng hạn. Tóm lại là cái vùng ô nào chúng ta chọn muốn khóa thì chúng ta chọn nó. Sau đó chúng ta lại mở cái hộp thoại format cell ra. Mở hộp thoại. Nhóm nào cũng được, đúng không? Chúng ta có thể click chuột phải lên vùng ô đấy và chọn format cell cũng được. Rất là nhiều cách để mình có thể mở được cái hộp thoại format cell này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn lock. Có nghĩa là những cái ô mà chúng ta đang chọn này này là những cái ô mà chúng ta sẽ khóa, không cho phép người dùng chọn vào cái vùng ô này. Được không? Ok. Đấy. Như vậy là gì ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ khóa hết này. Đúng không? Sau đó chúng ta chỉ chọn những cái ô mà mình khóa này thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn bảo vệ, không cho người dùng chọn vào những cái vùng ô mà mình đang khóa này, thì chúng ta sẽ vào trong thẻ review. Thẻ review. Đấy. Chúng ta vào trong thẻ review nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn là protect sheet. Protect sheet. Trong cái nhóm Protect này, vào thẻ Review này, trong nhóm Protect thì chúng ta sẽ click vào nút Protect Sheet. Protect Sheet, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó hỏi là gì đây? Thứ nhất là nhập mật khẩu để unprotect, không bảo vệ nữa. Tức là khi chúng ta đã bảo vệ rồi, chúng ta muốn không bảo vệ thì chúng ta phải có cái mật khẩu này. Đúng không? Ví dụ chúng ta nhập mật khẩu 123 chẳng hạn nhé. Rồi. Tiếp theo, bên dưới nó đang là gì đây ạ? Tích và cái ô là gì đây ạ? Protect worksheet và cái contents của những cái ô gì? Những cái ô khóa. Đúng không? Nó đang tích vào cái ô là sẽ bảo vệ cái trang tính và nội dung của những cái ô mà gì nhỉ? Đang khóa. Chúng ta chỉ có một vùng ô mình khóa thôi, đúng không? Rồi, bên dưới nó sẽ là gì ạ? Cho phép tất cả người dùng sẽ làm gì? Sẽ làm gì với cái sheet này? Có thể chọn gì đây ạ? Select lock cell. Chọn những cái ô gì? Khóa. Chọn những ô không khóa. Mặc định là như thế, đúng không? Mặc định nó đang cho phép chúng ta chọn những ô khóa và những ô không khóa. Thế bây giờ chúng ta sẽ bỏ gì đi? Bỏ tích của cái unlock cell đi, đúng không? Không cho select nữa. Đúng không? Ngoài ra bên dưới nó còn có rất là nhiều các cái tùy chọn khác. Ví dụ như là gì? Cho phép format cell hay không? Rồi vân vân. Nhá. Ví dụ như thế. Rồi. Đơn giản đây là chúng ta đang là select thôi. Sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó. Chúng ta sẽ phải nhập lại cái mật khẩu đấy một lần nữa. Bao giờ mật khẩu mình có phải nhập hai lần để tránh trường hợp chúng ta nhập sai. OK. Thế vậy là chúng ta đang bảo vệ rồi, đúng không? Thì chúng ta xem này. Chúng ta có thể chọn được cái vùng ô này không? Không thể chọn được những cái ô mà mình đã khóa, đã lock. Đúng không? Chúng ta chỉ có thể chọn những ô khác này. Thì ok. Nhưng mà riêng cái vùng ô mà mình khóa này, chúng ta không thể chọn được. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể chọn những các ô khác thì ok này. Đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái vùng ô này, thì chúng ta không khóa, không thể chọn được.
Thì bây giờ chúng ta muốn nó không bảo vệ nữa thì chúng ta lại click vào nút unprotect sheet. Unprotect sheet. Đúng không? Và chúng ta nhập lại mật khẩu 123. Đấy, thì khi đó bây giờ chúng ta lại chọn được chưa? Rồi. Thì đấy là cái việc mà chúng ta bảo vệ sheet, protect sheet. Đúng không? Thế còn protect workbook thì sao? Protect workbook là chúng ta bảo vệ cấu trúc của sổ tính ở phân biệt nhé. Khi mà chúng ta chọn là protect sheet là chúng ta sẽ bảo vệ trang tính thôi, cái trang tính mình đang thao tác ấy, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta chọn là protect workbook có nghĩa là chúng ta sẽ bảo vệ cấu trúc của sổ tính, cấu trúc của sổ tính. Có nghĩa là gì? Lúc nãy là chúng ta có thể sắp xếp lại thứ tự, chúng ta có thể di chuyển, có thể sao chép các cái sheet, đúng không? Chúng ta có thể ẩn cái sheet đi. Thế thì vừa rồi mọi người có thấy là mình đã cố tình mình đã ẩn đã hai cái hai sheet này đúng không ạ? Đã bỏ đây chúng ta xem này. Hiện nay là chúng ta đang ẩn hai cái sheet này đi, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta bảo vệ cái cấu trúc của cái workbook này. Xem chúng ta sẽ làm được gì nhá. Chúng ta click vào nút protect workbook. Protect workbook. Thế thì khi đấy chúng ta nhìn thấy đây. Protect workbook for structure. Có nghĩa là chúng ta sẽ bảo vệ cấu trúc của sổ tính, đúng không? Cấu trúc của sổ tính. Chúng ta cũng sẽ nhập mật khẩu nhá. Protect workbook này chúng ta sẽ nhập mật khẩu 123 chẳng hạn. Bao giờ mình cũng sẽ nhập hai mật khẩu. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta thử đi. Khi chúng ta đang protect workbook rồi nhá thì chúng ta thử xem nhá. Chúng ta có thể sắp xếp lại thứ tự các cái sheet này không? Có không? Không thể, đúng không? Chúng ta không thể sắp xếp nào. Chúng ta có thể ẩn sheet, hiển thị sheet không? Không thể, đúng không? Tại vì chúng ta đang bảo vệ cấu trúc của workbook, của cả cái sổ tính, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ chúng ta muốn bảo vệ cấu trúc thì chúng ta lại click vào nút protect workbook thêm một lần nữa, đúng không? Và nhập mật khẩu. Đấy. Thế thì khi này là chúng ta lại có thể thay đổi bình thường, có thể sắp xếp thứ tự các cái trang tính và chúng ta cũng có thể ẩn hiển thị hay là ẩn. Ok. Rồi thêm một chút nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ nhá. Đang muốn về với chồng lắm rồi đúng không? Ok, chúng ta thêm một chút nữa này, đó là lúc nãy chúng ta có nói về cái việc là chúng ta có thể ẩn dòng, ẩn cột, hiển thị dòng, hiển thị cột, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta muốn hiển thị một cái dòng ấy thì hay là hiển thị cái cột thì chúng ta đã làm theo một số cách rồi đúng không? Ví dụ như thằng này là đang ẩn này thì chúng ta có thể kéo hoặc là chọn ăn hai, đúng không? Thế thì nếu trong trường hợp một cái sheet này của mình gồm có rất là nhiều các cái cột đang bị ẩn hoặc là nhiều dòng đang bị ẩn, thế thì nếu trong trường hợp chúng ta muốn hiển thị những cái dòng đang bị ẩn thì sao, hay là những cái cột đang bị ẩn thì sao? Chẳng lẽ chúng ta lại làm như vừa rồi? Thì có một cách là chúng ta có thể ẩn nhiều dòng nhiều cột, hiển thị nhiều dòng nhiều cột, xin lỗi, hiển thị nhiều dòng nhiều cột đang bị ẩn, thì chúng ta sẽ chọn sheet này, chọn toàn bộ sheet, đúng không? Sau đó vào thẻ home trong cái nhóm cell này này nhá, chúng ta click vào nút format. Tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy có cái hai về ăn hai này chưa? Được. Đấy. Thì chúng ta có thể ẩn gì đây ạ? Có thể ăn hai row, ẩn hiển thị tất cả những cái dòng mà đang ẩn. Tôi chết rồi. Đấy, nó sắp tắt nguồn, sập nguồn, có nghĩa là chúng ta chuẩn bị nghỉ. Rồi rồi đúng không? Đấy, nó vẫn tiếp năng lượng rồi. Ok. Tiếp theo tương tự như vậy chúng ta có thể hiển thị tất cả các cột. Còn đây là gì nhỉ? Ăn hai sheet có nghĩa là hiển thị tất cả các cái sheet đang ẩn. Được chưa? Ok. Đấy. Thì đấy là một số các cái thao tác chúng ta có thể thực hiện đối với sheet, đối với book. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhá. Rồi. Chúng ta buổi sau chúng ta sẽ nói về công thức và hàm trong Excel. Thì cái đấy là cái mà chúng ta là sử dụng phổ biến, đúng không? Các cái công thức và các hàm trong Excel. Chưa.